Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 51, chương 1601, chính là tháp giới ngục. Trong dãy núi mênh mông nào đó, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng hắn là một đống lớn thần tinh. Không chỉ có như thế, hắn còn ăn rất nhiều linh quả được Tiểu Linh Nhi cho. Phản phệ. Lúc trước sử dụng liên tục hai lần nhất kiếm phân hồn đã tiêu hao quá lớn đối với cơ thể hắn. Hắn bình thường không hay dùng nhất kiếm phân hồn này, bởi vì kiếm này tiêu hao rất lớn, với năng lực bây giờ của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển hai lần. Sau hai lần, hắn cơ bản không còn sức mà chiến đấu. Bởi vậy, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không, hắn sẽ không thi triển kiếm này. Mà hắn bây giờ cũng phát hiện ra một nhược điểm của bản thân, đó chính là tất cả kiếm kỹ và át chủ bài của hắn đều tiêu hao rất lớn. Cảnh giới. Bây giờ hắn là vạn pháp cảnh, mà cảnh giới này vẫn khó có thể hoàn toàn kiểm soát được những kiếm kỹ và át chủ bài của hắn. Nhưng mà, hắn cũng không muốn lập tức thăng cấp. Hắn không muốn trùng tu cảnh giới chỉ là một quá trình. Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một tòa tháp nhỏ bay đi ra. Chính là tháp giới ngục. Diệp Huyên nhếch miệng cười, người đã trở lại. Lúc này, tháp giới ngục đột nhiên đập vào ngực Diệp Huyên. Bịch! Diệp Huyên còn chưa phản ứng lại, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, lần bay này ước chừng bay xa trăm trượng. Mà hắn vừa mới dừng lại, tháp giới ngục lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đập vào trước ngực hắn. Bịch! Diệp Huyên lại bay đi. Nhưng lúc hắn bay đi, vô số phi kiếm đột nhiên chém về phía tháp giới ngục, nhưng mà... Những phi kiếm này mới vừa tới gần tháp giới ngục đã lập tức bị tháp giới ngục thu vào trong tháp, ngay sau đó. Bịch 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 bịch. Ở đây, Diệp Huyên bay tới bay lui, không hề có lực đánh trả. Sau khi liên tục như vậy khoảng một khắc, Diệp Huyên vừa rơi xuống đất, tháp giới ngục lại xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyên vội vàng nói, đừng. Có chuyện gì từ từ nói. Chúng ta nói đạo lý, nói đạo lý. Chương 1602. Khâm phục ta cái gì? Tháp giới ngục không đánh nữa, mà nhập vào cơ thể Diệp Huyên. Trên mặt đất, Diệp Huyên mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức. Lúc này, hắn mới phát hiện, tháp giới ngục này khủng bố cỡ nào. Nó tuyệt đối mạnh hơn cả kiếm thánh siêu phàm. Hơn nữa, tháp giới ngục này còn có thể thu đồ vật. Trên mặt đất, Diệp Huyên nằm yên lặng. Lúc này, Đường Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, lạnh nhạt nói, đánh lại thì dùng nắm tay, đánh không lại liền nói đạo lý, thật đúng là ngươi. Diệp Huyên. Đường Thanh ngồi trước mặt cách Diệp Huyên không xa, nhẹ giọng nói, không ngờ tới, tháp này thế mà thật sự nhận ngươi là chủ. Diệp Huyên cười khổ, cô xem ta giống một chủ nhân không? Vẻ mặt Đường Thanh có chút phức tạp, Diệp công tử, ta thật sự rất tò mò, vì sao nó lại nhận ngươi là chủ? Diệp Huyên ngồi dậy, cười nói, chẳng lẽ trong mắt Đường cô nương ta lại tệ như vậy sao? Đường Thanh lắc đầu, Diệp công tử trí tuệ vô song, thực lực dũng mãnh, lại sát phạt quyết đoán, người như ngươi, có thể coi người tài. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, đời này ta chưa từng khâm phục ai, nhưng ta khâm phục Đường Thanh cô nương. Đường Thanh có chút tò mò, khâm phục ta cái gì? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, khâm phục con mắt tinh tường của Đường Thanh cô nương. Đường Thanh ngây cả người, sau đó cười ha ha, Diệp công tử, độ dày của da mặt ngươi, quả thật hiếm thấy. Diệp Huyên cười khẽ, da mặt cái thứ này, thế gian có hàng vạn người, thì có hàng vạn tấm da mặt, có người cùng một da mặt, nhưng lại có trăm kiểu nhân sinh. Cười ở bên ngoài, khóc ở trong lòng, cười ở bên trong, khóc lại ở bên ngoài. Da mặt là thứ không đáng tin nhất trong thiên hạ, cần nó để làm gì? Đường Thanh cười nói, cho nên Diệp công tử lựa chọn không cần da mặt, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, phải không? Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, Đường cô nương, cô có vẻ đã cởi mở hơn nhiều. Thế nào, nghĩ thông rồi? Đường Thanh nhẹ giọng nói, nghĩ không thông thì thế nào? Người sống một đời, rất nhiều lúc giống như quân cờ. Chỉ có thể bị sắp đặt như này hoặc như thế kia. Nói xong, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy như vậy sao? Diệp Huyên cười nói, ta chỉ biết mọi việc phải cố gắng, mà nếu sau khi cố gắng vẫn không có kết quả, vậy cũng không hối tiếc.
Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, vẻ mặt có chút phức tạp. Một lát sau, Đường Thanh đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể thả ta đi không? Diệp Huyên nhìn về phía Đường Thanh, Đường Thanh cười nói, chỉ đùa chút thôi. Diệp Huyên nói, cô đi đi. Chương 1603, lợi hại cỡ nào? Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên bấm tay một chút, một tia ánh sáng trắng biến mất vào trong giữa hai chân mày Đường Thanh, rất nhanh, cấm chế của Đường Thanh được giải trừ. Đường Thanh cười cười, vì sao? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, Đường Thanh cô nương, ta cũng nói thật với cô. Thả cô đi, cũng không phải là thương hoa tiếc ngọc. Đường Thanh cười hỏi, vậy là vì cái gì? Diệp Huyên cười nói, Đường gia đã từ bỏ cô, ta giữ cô bên người, không có tác dụng gì, thả cô đi, có lẽ cô niệm tình, ngày sau nói không chừng còn có thể giúp ta chút gì đó. Hơn nữa, ta cảm thấy sau khi cô đi, khẳng định sẽ không trung thành với Đường gia nữa, thậm chí sẽ gây phiền toái cho Đường gia. Nói một câu đơn giản, cô rời đi, không có hại gì với ta, thậm chí về sau có thể sẽ có lợi. Đường Thanh im lặng một lát, sau đó cười nói cảm ơn. Diệp Huyên có chút khó hiểu, cảm ơn ta cái gì? Đường Thanh khẽ cười nói, cảm ơn sự thẳng thắn của ngươi, Diệp công tử, sau khi ở chung với ngươi, tuy rằng da mặt ngươi rất dày, nhưng không thể không nói, ngươi là một người rất tốt, kiếm tông vứt bỏ ngươi, tuyệt đối là tổn thất lớn nhất đời bọn hắn. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi, nhưng rất nhanh lại dừng lại, Diệp công tử. Về sau không nên dễ dàng tin phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ. Diệp Huyên cười nói, ta hy vọng về sau sẽ không là kẻ địch với Đường Thanh cô nương. Đương nhiên, nếu thật sự có một ngày như vậy, Đường cô nương yên tâm, kiếm của ta rất nhanh, bảo đảm sẽ không đau. Đường Thanh khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, nàng ta biến mất ở cách đó không xa. Diệp Huyên nhìn ra xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, tiếng đế khuyển đột nhiên vang lên, Diệp tiểu tử, có phải ngươi có ý với nhà đầu kia không? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười nói, ngươi nghĩ sao? Đế khuyển nói, ta cảm thấy nhà đầu kia có ý với ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười, đế khuyển huynh, gần đây nghỉ ngơi tốt rồi. Đế khuyển nói, cũng tạm, thực lực tăng lên khá nhiều. Diệp Huyên vội vàng hỏi, lợi hại cỡ nào? Đế khuyển lạnh nhạt nói, cũng chỉ tương đương với chứng đạo cảnh thôi. Diệp Huyên ngây người, mạnh như vậy. Đế khuyển nói bằng giọng lạnh lùng, như vậy mà mạnh. Ngươi sợ là không biết thời kỳ đỉnh cao của ta. Nếu ta ở thời kỳ đỉnh cao, ta nói cho ngươi, mấy người mà bây giờ ngươi gặp phải, ta chỉ dùng một cái tát có thể đánh chết. Diệp Huyên cười ha ha, vậy về sau ta phải nhờ đế khuyển huynh bao bọc rồi. Đế khuyển trầm giọng nói, tiểu tử. Tuy rằng ngươi thành công giá họa cho nhà họ Tần, nhưng ngươi gạt được bọn họ trong một lúc, nhưng những thế lực kia đều không phải ngu xuẩn gì, không gạt được bọn họ cả đời. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1604. Nó muốn ngươi tìm đồ. Đế khuyển hỏi, tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Huyên đang muốn nói, lúc này, tháp giới ngục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, tháp giới ngục khẽ rung lên, như đang nói gì đó. Một lát sau, Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi có thể nói chuyện không? Tháp giới ngục rung lên dữ dội, trực tiếp đâm về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên thay đổi sắc mặt, giơ ngang kiếm lên. Diệp Huyên bị đẩy lùi ra xa trăm trượng trong nháy mắt. Tháp giới ngục còn muốn ra tay, Huyên đột nhiên cả giận nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Nếu không, cách đó không xa, tháp giới ngục đột nhiên biến mất, một đường ánh sáng đen chợt lóe lên từ giữa sân. Oanh! Diệp Huyên lại bay ra ngoài. Trên mặt đất, Diệp Huyên bò đứng dậy, lúc này, tháp giới ngục xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nhảy nhảy, rất kiêu ngạo. Diệp Huyên tức giận nhăn mặt, sao mình lại chọc phải sát tinh chứ? Lúc này đế khuyển đột nhiên nói, có phải linh hồn của tháp này tỉnh rồi không? Diệp Huyên cười khổ, ta cũng không biết, nếu linh hồn tháp thức tỉnh, hẳn là sẽ không ấu trĩ như vậy. Hiện tại biểu hiện của tháp giới ngục chính là có hơi ấu trĩ. Đế khuyển trầm giọng nói, người nói, có phải sau khi nó bị thương nặng, chỉ số thông minh cũng xuất hiện vấn đề. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, có thể.
Đế Khuyển nói, tạm thời không lo chuyện này, hình như vừa rồi nó muốn ngươi làm gì đó, ngươi nhìn có hiểu không? Diệp Huyên lắc đầu, đang định nói, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ta hiểu. Diệp Huyên nao nao, ngươi hiểu được. Tiểu Linh Nhi gật đầu, nó muốn ngươi tìm đồ. Diệp Huyên hỏi, tìm cái gì? Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía tháp giới ngục, sau đó cô bé Huyên Thuyên không biết đang nói cái gì, mà tháp giới ngục kia đột nhiên nhảy trái nhảy phải. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, Đế Khuyển huynh, ngươi nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì không? Đế Khuyển nói, ngươi đánh giá cao ta rồi, thế giới của các đại lão, đâu phải cặn bã như ta có thể hiểu được. Diệp Huyên, chương 1605, tìm kiếm đạo tắc. Lúc này, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, nó bảo ngươi đi tìm cái gì đạo. Đạo. Diệp Huyên nói, đạo tắc. Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu, đúng, chính là đạo tắc. Diệp Huyên hỏi, nó muốn tìm đạo tắc. Tiểu Linh Nhi gật đầu, nó nói, ngươi quá lười, không chịu đi tìm đạo tắc, ngươi chính là. Nói đến đây, cô bé liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên hỏi, là cái gì? Tiểu Linh Nhi do dự một lúc, sau đó nói, nó nói ngươi là đồ ngốc, không đuổi tầng 6 đi, thật sự là quá ngu ngốc. Diệp Huyên tối sầm mặt, những lời này là ngươi nói. Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, là nó nói. Bên cạnh, tháp giới ngục rung lên, như đang nói cái gì? Tiểu Linh Nhi lại nói, ta nói đúng, ngươi là đồ ngốc. Ngươi là đại ngốc. Nói đến đây, dường như cô bé ý thức được điều gì, vội vàng câm miệng. Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, ta nói gì sai rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu, không, ngươi rất xuất sắc, thật đó. Tiểu Linh Nhi cười hì hì, sau đó cô bé chỉ vào bên phải, nó nói bên đó có đạo tắc, bảo ngươi đi. Diệp Huyên nhìn về bên phải, sau khi lặng im một lát, hắn gật đầu, đi. Nói xong, hắn đặt Tiểu Linh Nhi lên tháp giới ngục, sau đó mang theo tháp giới ngục biến mất. Tìm kiếm đạo tắc. Muốn phát huy uy lực của tháp giới ngục, cách tốt nhất chính là đạo tắc. Mà đạo tắc không chỉ có thể sửa chữa phục hồi tháp giới ngục, còn có thể tăng thực lực của hắn lên. Tình hình như bây giờ, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực của chính mình, nếu không, chờ liên minh trật tự và đường tộc khôi phục lại tinh thần, khi đó, với thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng chống lại đối phương. Dưới sự dẫn dắt của tháp giới ngục, Diệp Huyên biến mất nơi cuối chân trời mênh mông. Chấm 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 chấm. Vạn Sơn Thành. Lúc này Vạn Sơn Thành đã là một đống hỗn độn. Chương 1606. Ai lại tin được chuyện đó? Mười mấy cao thủ đạo cảnh giao đấu tại đây, nơi này làm sao chịu nổi? Mà ở đây, đường tộc và liên minh trật tự rất ăn ý không nhằm vào nhau, mục tiêu của bọn họ đều là nhà họ Tần. Nhà họ Tần lúc này chỉ còn lại Tần Thiếu còn có Tần Minh và Tần Phong. Những người khác đều đã chết. Mà Tần Minh và Tần Phong không tranh chấp nội bộ nữa, nếu tiếp tục, vậy thì mọi người đều phải chết. Tần Thiếu nhìn chằm chằm Lâm Mục ở cách đó không xa, Lâm Huynh, sự việc thật sự phải làm tuyệt tình như vậy sao? Lâm Mục lạnh nhạt nói, sự việc làm tuyệt tình, nhà họ Tần ngươi trước mặt đường tộc ta là một đằng, sau lưng lại là một nẻo, ta nói cho ngươi, hôm nay nếu nhà họ Tần ngươi không giao bảo vật kia ra, đừng nói ngươi, cả nhà họ Tần đều phải chết. Tần Thiếu nhìn về phía hai người Tần Minh, gằn giọng nói, hai người các ngươi thật sự muốn cả nhà họ Tần chôn theo sao? Tần Phong nhìn Tần Minh, cho dù ngươi không quan tâm bản thân, chẳng lẽ cũng không quan tâm con cháu ngươi? Tần Minh trầm mặc, một lát sau, lão ta nhìn về phía đám người Lâm Mục, nhẹ giọng nói, lúc ở trong mật thất, ta muốn thu phục trí bảo kia, nhưng mà, nó lại đột nhiên biến mất. Nếu ta đoán không sai, nó đã trở lại bên người Diệp Huyên rồi. Lâm Mục lắc đầu cười, nói thật, ta cũng có chút đồng tình với Diệp Huyên rồi. Hắn có thể sống đến bây giờ, cũng không dễ dàng. Loại tình huống này, các ngươi còn muốn giá họa hắn, các ngươi không thấy cắn rứt lương tâm à? Tần Thiếu. Chấm 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 chấm. Nghe thấy lời của Lâm Mục, sắc mặt Tần Thiếu và mọi người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng mấy người Lâm Mục này căn bản không hề tin lời của Tần Minh. Nhưng mà cũng đúng thôi, ai lại tin được chuyện đó. Lúc này, ánh mắt Lâm Mục dần trở nên lạnh lẽo, Tần Thiếu, ta không có thời gian dây dưa với ngươi, một câu thôi, giao hay không giao.
Sắc mặt Tần Thiếu hung dữ, giao. Ta cái gì cũng không có, người bảo ta giao cái gì. Nói đến đây, lão ta nhìn Tần Minh, người thật sự muốn đem cả gia tộc chôn theo sao? Tần Minh trầm giọng nói, vật đó, quả thật là tự mình chạy mất, bây giờ nhất định là ở trong tay Diệp Huyên. Tần Thiếu giống giận, lời này của ngươi, chính ngươi tin nổi không? Ngươi tin sao? Tần Minh không nói gì. Chương 1607, tự sát. Lão ta biết, bản thân bây giờ có trăm miệng thì cũng không cãi được. Mà lúc này, lão ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Chuyện này đã không còn là chuyện cá nhân lão ta, mà còn liên quan đến sống chết của cả nhà họ Tần. Nhà họ Tần tuyệt đối không thể ngăn cản nổi Đường tộc và liên minh trật tự liên thủ. Mà liên minh trật tự và Đường tộc tuyệt đối cũng sẽ không để lão ta chạy trốn. Lão ta không có đường lui, nhà họ Tần sẽ không bảo vệ lão ta, không chỉ không bảo vệ lão ta mà nhà họ Tần còn khó giữ được mình. Lão ta đã không còn bất kỳ đường lui nào. Chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Tần Minh cười đau thương, lòng tham mà. Tham lam chính là nguồn gốc tội lỗi mà. Lão ta rơi vào cục diện như vậy, nguyên nhân chỉ vì một chữ tham. Hễ có lòng tham, vạn kiếp bất phục. Mà vào giờ khắc này, lão ta cũng thật sự nhận ra được là bản thân đã bị Diệp Huyên gài bẫy. Diệp Huyên thành công lợi dụng lòng tham của lão ta để rời đi sự chú ý của liên minh trật tự và đường tộc. Diệp Huyên! Nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Minh dần dần lạnh băng, lão ta nhìn đám người lâm mục, ta là người tiếp xúc với bảo vật đó cuối cùng, bảo vật đó quả thật đã rơi vào trong tay Diệp Huyên. Lâm mục đang định nói chuyện thì lúc này, cơ thể Tần Minh chợt bốc cháy. Vô cùng đột ngột! Thấy như vậy, mọi người tại chỗ đều sững người. Ngay cả đám người Tần Thiếu cũng đều sững người. Tự sát. Vậy mà Tần Minh lại chọn cách tự sát. Lúc này Lâm Mục và ông lão áo đen của liên minh trật tự cũng nhíu chặt mày. Tần Minh là muốn lấy cái chết để chứng minh bảo vật kia không ở trong tay hắn ta. Tại chỗ, vẻ mặt Tần Minh đang tự thiêu trông vô cùng điên cuồng. Diệp Huyên, ha ha, tên Diệp Huyên được lắm, người gài bẫy lão phu. Lão phu chết cũng sẽ không để cho ngươi sống tốt. Nói xong, lão ta nhìn đám người lâm mục, liên minh trật tự, đường tộc, Diệp Huyên này không chỉ có thiên phú cao mà còn thông minh hơn người. Các người không nhân lúc hắn bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lớn mạnh mà tiêu diệt hắn, thì không bao lâu nữa các người sẽ không thể làm gì được hắn. Chương 1608. Xem kịch. Vừa dứt lời, thân thể lão ta đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển lửa. Không lâu sau lão ta hoàn toàn hóa thành cho bụi. Trong sân vô cùng yên tĩnh. Tần Thiếu và Tần Phong trầm mặc. Hai người đều không ngờ tới đột nhiên Tần Minh lại làm như vậy. Mặc dù trước mắt ba người chắc chắn đều phải chết nhưng nếu muốn hai người họ tự sát thì thật sự bọn họ không làm được. Mà Tần Minh sở dĩ tự sát chỉ là vì một mục đích, đó chính là không muốn để mưu kế của Diệp Huyên thành công. Ít nhất. Lão ta cũng muốn sự chú ý của liên minh trật tự và đường tộc chuyển sang người Diệp Huyên một lần nữa. Tần Thiếu nhìn Lâm Mục cách đó không xa, Lâm Mục huynh, nếu như nhà họ Tần ta thật sự có bảo vật đó thì gia tộc ta nhất định sẽ không tiếc giá nào để cứu chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ trực tiếp giao ra, tự cứu lấy mình. Nhưng hiện tại, nhà họ Tần ta không có bất kỳ người nào đến cứu giúp, như vậy đã đủ chứng minh, bảo vật kia không hề ở trong tay nhà họ Tần ta. Diệp Huyên kia thì các người cũng đã từng tiếp xúc, người này xảo trá thế nào, các người càng hiểu rõ hơn ta. Hơn nữa, ban đầu chẳng phải kiếm tông cũng bị hắn bẫy như thế này sao? Diệp Huyên, đám người lâm mục trầm mặc. Diệp Huyên xảo trá, đương nhiên là bọn họ biết điều này, tên đó căn cản không giống như một kiếm tu, bởi vì tên này quá vô sỉ, âm mưu quỷ kế gì cũng có tất. Hơn nữa còn vô cùng mặt dày. Loại người này... quả thực làm mất mặt kiếm tu. Mà loại người này, lại luôn khiến người ta đau đầu nhất. Bởi vì có rất nhiều chuyện mất mặt hắn đều có thể làm được. Lúc này, đột nhiên lão nhạc truyền âm huyền khí, cho dù bảo vật này có ở trong tay Diệp Huyên hay không thì cũng không thể bỏ qua ba người này. Nghe vậy, Lâm Mục khẽ nheo mắt, giết. Giết. Nhà họ Tần này là gia tộc phụ thuộc vào đường tộc, mà hành động lần này của nhà họ Tần chắc chắn tương đương với phản bội. Dưới tình huống như vậy, nếu đường tộc không giết gà dọa khỉ thì sau này, những thế lực phụ thuộc khác của đường tộc há chẳng phải sẽ có ý làm phản sao. Hơn nữa,
lời của người nhà họ Tần cũng không thể tin tưởng 100% được. Bảo vật đó có ở trên người hai kẻ này hay không thì giết là biết. Ngay khi Lâm Mục vừa dứt lời, thiết kỵ binh đường tộc lập tức xông về phía hai người Tần Thiếu. Nhìn thấy đám người Lâm Mục ra tay, sắc mặt Tần Thiếu lập tức trở nên hung tợn, nếu các người đã không cho hai người chúng ta con đường sống, vậy thì mọi người đều cá chết lưới rách đi. Vừa dứt lời, thân hình ông ta khẽ run lên, xông về phía thiết kỵ binh đường tộc. Một bên khác, đám người ông lão áo đen không hề ra tay. Một cao thủ bên cạnh ông lão áo đen trầm giọng hỏi, ra tay không? Ông lão áo đen lắc đầu, xem kịch. Chương 1609. Hai người đều là một đánh một. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết, khi đám người ông lão áo đen nhìn qua thì đầu Tần Phong đã bay ra ngoài. Lăn long lóc. Lúc nhìn thấy thực lực của 9 vị kỵ sĩ đường tộc, vẻ mặt ông lão áo đen cũng vô cùng nghiêm trọng. Những kỵ sĩ đường tộc này thật sự rất mạnh. Ngay lúc này, Tần Thiếu cách đó không xa đột nhiên bay lên, mà lúc đó, cánh tay trái của ông ta đã không còn nữa. Mà người ra tay là một kỵ sĩ của đường tộc. Hai người đều là một đánh một. Thế nhưng, Tần Thiếu lập tức bị áp chế. Cách đó không xa, Tần Thiếu ngẩng đầu nhìn, ở trong không trong xa xôi, một ông lão đang nhìn xuống bên dưới. Người này chính là Tần Trọng tộc trưởng đương nhiệm của nhà họ Tần. Lão ta đã đến từ rất lâu, thế nhưng lão ta không hề ra tay, mà lão ta cứ yên lặng đứng đó quan sát. Bên dưới, Tần Thiếu nhìn Tần Trọng chằm chằm, ta không oán gia tộc, xin tộc trưởng bảo vệ người nhà ta. Vừa dứt lời, ông ta nhìn kỵ sĩ kia của đường tộc gần đấy, ngay sau đó, bụng ông ta trướng lên, trong chớp mắt, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa bùng nổ từ trong cơ thể ông ta. Không gian trong vòng nghìn trượng đều chấn động, lập tức nứt toạc. Mà ở gần đó, kỵ sĩ kia của đường tộc hai tay cầm đao, cơ thể nghiêng về phía trước dùng đao làm lá chắn. Cứ như vậy, thế mà hắn ta cản lại được toàn bộ sức lực tự nổ đó, thế nhưng bản thân hắn ta cũng lùi về sau cũng gần trăm trượng. Một lúc sau, trong sân khôi phục lại yên tĩnh. Mà Tần Thiếu và Tần Phong đều đã ngã xuống. Nhưng trên người hai người này đều không có bảo vật kia. Lâm Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở đó, Tần Trọng không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Tần Trọng nhìn Lâm Mục, được rồi. Lâm Mục cười lạnh, Tần tộc trưởng, người cảm thấy chuyện này cứ kết thúc như vậy sao? Tần Trọng lắc đầu, có kết thúc hay chưa, người nói cũng không được tính. Cuối cùng, ta muốn nhắc nhở một chút, Diệp Huyên chủ động từ bỏ bảo vật kia là để rời sự chú ý của các người sang nhà họ Tần. Mà các người có biết hiện tại hắn đang làm gì không? Các người cảm thấy hắn sẽ nhàn rỗi sao? Mà Diệp Huyên này, có thù tất báo, một khi hắn đã trở thành kiếm thánh siêu phàm, lại thêm thuật ám sát của hắn, thật không biết biết thiết kỵ binh đường tộc ngươi có đủ giết hay không đây. Nghe vậy, Lâm Mục trầm mặc. Chương 1610. Sao ngươi lại chạy thoát được? Diệp Huyên. Đối với người này, trước giờ đường tộc chưa từng dám xem thường. Bây giờ Diệp Huyên vẫn chỉ là một đại kiếm tiên. Mà một khi hắn trở thành kiếm thánh, thậm chí là kiếm thánh siêu phàm, thì lúc đó tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Ngay lúc này, một âm thanh vang lên từ bên cạnh, chẳng phải tộc trưởng Tần Trọng đang rời mục tiêu của đường tộc ta và liên minh trật tự sao? Lâm Mục quay người nhìn sang, khi nhìn thấy người đến gã ta lập tức ngây người. Đường Thanh, đại tiểu thư đường tộc. Đường Thanh đi đến trước mặt Tần Trọng, cười nói, tộc trưởng Tần Trọng. Bây giờ chúng ta đang nói không phải về bảo vật kia, cũng không phải Diệp Huyên, mà là nhà họ Tần ngươi. Năm đó nhà họ Tần ngươi và đường tộc ta đã ước định như thế nào? Chẳng lẽ nhà họ Tần ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao? Tần Trọng nhìn Đường Thanh, không nói gì. Đường Thanh lại nói, hành động của nhà họ Tần ngươi bây giờ, chính là làm phản. Ngươi cảm thấy đường tộc ta sẽ bỏ qua nhà họ Tần sao? Tần Trọng cười nói, vậy ngươi thấy nên thế nào? Đường Thanh khẽ cười, ả ta mở lòng bàn tay, một luồng sáng trắng đột nhiên bay ra, một hư ảnh xuất hiện trước mặt ả ta. Nhìn thấy hư ảnh này, tất cả thiết kỵ binh đường tộc trong sân đều lần lượt quỳ một gối xuống, Lâm Mục và Lão Nhạc cũng vậy. Bởi vì hư ảnh này chính là tộc trưởng đường tộc đương nhiệm, Đường Diêm. Đường Thanh nhẹ nhàng thi lễ với hư ảnh, Đường Thanh gặp mặt tộc trưởng. Đường Diêm nói, chuyện gì?
Đường Thanh đáp, nhà họ Tần phản bội, Đường Thanh đề nghị lập tức diệt trừ nhà họ Tần, dập tắt tai họa. Nghe vậy, Tần Trọng ở gần đó nhìn sang Đường Thanh, không nói gì. Đường Diêm hỏi, sao ngươi lại chạy thoát được? Sắc mặt Đường Thanh bình tĩnh, hắn ta thả ta đi. Đường Diêm hỏi, tại sao? Đường Thanh nói, hắn ta cảm thấy gia tộc vứt bỏ ta, ta ở trong tay hắn đã không còn bất kỳ tác dụng gì nên thả ta đi, tạo oán hận với gia tộc thì sẽ có lợi cho hắn. Đường Diêm lại hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Đường Thanh nói, tạo oán hận gia tộc. Đường Diêm nhìn Đường Thanh, bình tĩnh đợi câu tiếp. Chương 1611, quay về tộc. Đường Thanh siết chặt hai tay, đương nhiên, ta càng giận bản thân, là do bản thân quá ngu xuẩn sơ suất nên mới bị Diệp Huyên bắt được. Nói đến đây, ả ta ngẩng đầu nhìn Đường Diêm, kể từ bây giờ, ta muốn gia tộc sẽ không bỏ rơi ta nữa, ta muốn chứng minh với gia tộc, lúc trước gia tộc từ bỏ ta chính là sai lầm lớn nhất của gia tộc. Trong sân vô cùng yên tĩnh. Cách đó không xa, ông lão áo đen kia nhìn Đường Thanh, khẽ nói, cô nhóc này. Lúc này, đột nhiên Đường Diêm nói, từ bây giờ, Đường Thanh thăng lên thành phó thống lĩnh thiết kỵ binh đường tộc, có thể tự do điều động 30 thiết kỵ binh gia tộc, phối hợp với hai cao thủ chứng đạo cảnh, ban thưởng một miếng ngọc bội cửu long, 1 triệu thần tinh, có thể tự do vào thiên tàng các, thần kỹ các, thánh địa động thiên, có thể huấn luyện binh lính riêng của mình. Nghe thấy lời của Đường Diêm, 9 vị thiết kỵ binh đường tộc bên cạnh đột nhiên quay người về phía Đường Thanh quỳ một gối xuống, gặp mặt Thanh Thống. Mà hai người Lâm Mục và Lão Nhạc cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Đãi ngộ bây giờ của Đường Thanh, chỉ có vài vị công tử đường tộc mới có được đãi ngộ này. Mà mấy vị công tử đó, đều là đang tranh giành vị trí thái tử. Ý này là, tộc trưởng muốn để Đường Thanh tham gia trận chiến tranh giành vị trí thái tử. Cũng có nghĩa là, từ bây giờ Đường Thanh thực sự bước vào trong vòng quyền lực nòng cốt của đường tộc. Hai người Lâm Mục và Lão Nhạc cũng vội hành lễ với Đường Thanh, gặp mặt thống lĩnh Thanh. Phó thống lĩnh thiết kỵ binh đường tộc, danh hiệu này so với đại tiểu thư Đường gia còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì đây là thực quyền. Mà đại tiểu thư đường tộc, chỉ là một hư danh. Đường Thanh đứng lên thi lễ với Đường Diêm, Đường Thanh sẽ không làm phụ kỳ vọng của tộc trưởng. Đường Diêm nói, chuyện nhà họ Tần, quay về tộc thương lượng với 9 người đệ đệ của ngươi, là giết hay giữ, tự các ngươi quyết định. Ngoài ra, toàn lực tìm kiếm tung tích Diệp Huyên, đây là họa lớn, không thể giữ lại. Đường Thanh gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hai tay dần dần buông lỏng, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Sau khi Đường Diêm biến mất, Đường Thanh nhìn sang Tần Trọng gần đó, Tần Trọng cười nói, Đường Thanh cô nương thực sự có bản lĩnh. Đường Thanh không đáp lời Tần Trọng, ả ta quay người nhìn đám người Lão Nhạc quay về tộc. Ngay sau đó, một đám người rời đi. Chương 1612, tin rồi chứ? Sau khi đám người đường tộc rời đi, Tần Trọng nhìn ông lão áo đen, các hạ, nói chuyện một lát. Ông lão áo đen lắc đầu, không có gì để nói cả. Nói rồi ông ta quay người rời đi. Nếu như là tình huống bình thường, đương nhiên ông ta cũng muốn nói chuyện. Nhưng bây giờ thì không muốn. Thứ nhất, hành động phản bội đường tộc như vậy của nhà họ Tần vô cùng xấu hổ. Nhà họ Tần có thể phản bội đường gia, thì cũng có thể phản bội liên minh trật tự. Thứ hai, rõ ràng nhà họ Tần là muốn tìm liên minh trật tự giúp đỡ. Một khi liên minh trật tự tiếp nhận nhà họ Tần, thì đường gia này sẽ vì thể diện mà nhất định báo thù không tiếc giá nào. Mặc dù liên minh trật tự không sợ, thế nhưng nhà họ Tần cũng không đáng để liên minh trật tự làm như vậy. Mà liên minh trật tự mặc kệ, lại có thể làm ngư ông đắc lại, bởi vì rất có khả năng đường tộc sẽ không bỏ qua nhà họ Tần. Tuy nhà họ Tần không như đường tộc nhưng cũng không hề yếu, nếu hai nhà có thể đánh đến mức anh sống tối chết, thì đương nhiên là tốt, nếu như không thể thì cũng không sao. Dù sao liên minh trật tự cũng không bị thiệt gì. Hơn nữa, nhiệm vụ lúc này là tìm Diệp Huyên trước, ông ta không muốn bị nhà họ Tần kéo xuống nước. Sau khi đám người ông lão áo đen rời đi, Tần Trọng ở trong sân, sắc mặt vô cảm, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, ông ta đang định rời đi thì lúc đó, một bóng người chợt xuất hiện trước mặt ông ta không xa, bóng người giống như có rất nhiều cái bóng, không nhìn rõ mặt thật. Tần Trọng nheo hai mắt, tay phải khẽ nắm chặt. Bóng người đó cười nói, bây giờ có vẻ tình cảnh nhà họ Tần rất không ổn.
Tần Trọng nhìn thẳng người thần bí đó, ngươi là người nào? Người thần bí lạnh nhạt nói, ngươi có thể cứu được nhà họ Tần. Tần Trọng khẽ cười, dựa vào ngươi. Vừa dứt lời, hắn ta vung tay áo, không gian trước mặt hắn ta liền chấn động, một lát sau, một luồng tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Sắc mặt Tần Trọng khẽ thay đổi, đánh ra một quyền. Ầm. Tần Trọng liên tục lùi về sau đến mấy trăm trượng. Lúc này, sắc mặt lão ta trở nên căng thẳng. Người thần bí khẽ nói, tin rồi chứ? Tần Trọng nhìn người thần bí chằm chằm, ngoại trừ chính đường tộc và yêu tộc thì không ai có thể ngăn chặn được đường tộc. Người thần bí khẽ lắc đầu không nói, hắn ta vung ta, một mảnh vải màu vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Trọng, khi nhìn thấy tấm vải màu vàng này, sắc mặt Tần Trọng liền thay đổi hẳn, ngươi. Chương 1613. Đây là ngươi nói thì đúng hơn. Ở bên ngoài cả triệu dặm về phía bắc trật tự thành của Đông Hoang giới là một khu hải vực, tên là Hải vực Di Thiên, hải vực vầy vô biên vô hạn, có rất nhiều quần đảo. Bởi vì linh khí ở hải vực này rất mỏng, cũng không có linh mạch hay địa bảo thiên tài gì đáng giá nên trước giờ liên minh trật tự chưa từng phái người đến quản lý hay ngó ngàng bao giờ, cũng không đáng để lãng phí nhân thủ đến đây. Mà ở đây cũng có rất ít người đến, bởi vì ở đây tuy nhiều quần đảo nhưng chẳng có gì đáng giá. Đứng ở bên bờ, Diệp Huyên nhìn mặt biển mênh mông phía xa, khẽ nói, ở đây có đạo tắc. Lúc này, tháp giới ngục xuất hiện trước mặt hắn, rung lắc một hồi, như thể đang biểu đạt gì đó. Diệp Huyên khẽ nhếch môi, vội nói, Tiểu Linh Nhi, nó đang nói gì? Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cô bé nhìn tháp nhỏ. Sau đó nói, nó nói, cái gì mà đạo. Vẻ mặt Diệp Huyên bất lực, đạo tắc. Tiêu Linh Nhi vội nói, đạo tắc, nó nói đạo tắc đã ẩn nấp rồi. Ẩn nấp. Diệp Huyên ngây người, sau đó nhìn tháp giới ngục, ngươi là chủ nhân của bọn chúng, ngươi gọi bọn chúng ra đi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, tháp giới ngục có vẻ hơi kích động, bắt đầu nhảy trái nhảy phải. Mà ngay sau khi nó bắt đầu nhảy loại thì không gian ở giữa sân vậy mà cũng bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyên nheo mắt, vội nói, nó đang làm gì? Tiểu Linh Nhi chớp mắt, nó tức giận rồi. Diệp Huyên không hiểu, nó giận cái gì? Tiểu Linh Nhi nói, nó nói, sau khi mấy đạo tắc đó chạy ra thì đều không muốn quay lại. Đều là phản đồ. Vẻ mặt Diệp Huyên có chút kỳ lạ. Hắn biết, có đạo tắc là vô cùng lợi hại. Tỷ như viêm già, đối phương cũng đã hóa thành hình người, mà đối phương lại không nguyện ý quay về. Hiển nhiên, những đạo tắc cao cấp còn lại khác chắc chắn cũng có suy nghĩ này. Khó khăn lắm mới thoát ra ngoài, ai lại muốn quay lại. Lúc này, tháp giới ngục lại bắt đầu nhảy lên. Tiểu Linh Nhi nhìn tháp giới ngục một lúc lâu, sau đó nhìn Diệp Hiệp, rất chân thành nói, nó nói, tầng thứ 6 ở quá lâu rồi. Ngươi nên để hắn dọn ra đi. Tháp giới ngục quay sang Tiểu Linh Nhi. Vẻ mặt Diệp Huyên bất lực, đây là ngươi nói thì đúng hơn. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Diệp Huyên nghiêm túc nói, rốt cuộc là nó nói gì? Chương 1614. Ngang tài ngang sức. Tiểu Linh Nhi do dự một lát, sau đó nói, nó nói đạo tắc đó là ở khu vực này, nhưng đạo tắc này đã ẩn nấp rồi. Nó không cảm nhận được, nó bảo ngươi đi tìm. Diệp Huyên trầm giọng nói, tìm thế nào? Tháp giới ngục rung lắc một hồi. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng nhìn Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó nói nó không biết. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Linh Nhi lại thì thầm với tháp giới ngục gì đó, cô bé có chút kích động, khua tay múa chân với tốc độ cực nhanh. Mà tháp giới ngục cũng cứ rung lắc liên tục, như đang biểu đạt gì đó. Một lúc sau, Tiểu Linh Nhi an tĩnh lại. Nhưng cô bé dường như có chút không cam tâm, sau đó lại dựng thẳng hai ngón tay, thái độ rất kiên định. Tháp giới ngục lắc lư trái phải một hồi, rõ ràng dường như là không đồng ý. Lúc này, Tiểu Linh Nhi quay người chạy mất, nhưng rất nhanh sau đó cô bé lại xuất hiện, mà lúc này, cô bé lại cầm một thanh kiếm trong tay. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm chỉ vào tháp giới ngục, đấu đơn. Diệp Huyên trợn mắt há hốc mồm nhìn, xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà nói một hồi lại thành ra đánh nhau rồi? Tháp giới ngục lắc lư, sau đó trực tiếp đâm thẳng về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi giống giận, a, để mạng lại. Nói rồi, cô bé ôm kiếm hướng về phía tháp giới ngục. Cứ như vậy,
một người một tháp bắt đầu đại chiến trong không trung. Diệp Huyên ngơ ngẩn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhanh chóng, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc hơn, bởi vì hắn phát hiện tiểu Linh Nhi này rất lợi hại. Không đơn giản là kiếm trong tay cô bé, mà bản thân cô bé cũng rất lợi hại. Thực lực tháp giới ngục này hắn biết, cao thủ chứng đạo cảnh bình thường không phải đối thủ của nó, nhưng lúc này, vậy mà tiểu Linh Nhi lại đấu với nó ngang tài ngang sức. Thực lực tiểu Linh Nhi này cũng giống như tháp giới ngục, vĩnh viễn đều là bí ẩn. Ngay lúc này, đột nhiên tháp giới ngục và tiểu Linh Nhi dừng lại. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm thở gấp, dừng trước đã, hơi mệt rồi, chúng ta đổi ngày lại đánh. Tháp giới ngục lắc lư tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm quay về trong tháp giới ngục mà tháp giới ngục lại quay về bên trong cơ thể Diệp Huyên. Đánh nhanh, mà dừng cũng nhanh. Diệp Huyên có hơi bối rối. Một lúc sau, Diệp Huyên lắc đầu, thế giới của đại lão, không thể hiểu được. Nói rồi hắn nhìn ra khu hải vực phía xa. Đạo tắc. Hắn không biết nơi này là đạo tắc gì, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải lấy được đạo tắc này, lên đạo tắc càng cao thì năng lực càng kinh người hơn. Nếu như đạt được, thì chắc chắn có lợi rất lớn cho hắn. Một lúc sau, Diệp Huyên biến mất. Tìm kiếm. Qua một lúc, Diệp Huyên đi vào bên trong hải vực mênh mông, xung quanh rất yên tĩnh, dưới đáy biển cũng không có yêu thú gì. Sau một canh giờ, Diệp Huyên đứng trên một hòn đảo, nhìn một vùng hải vực mênh mông trước mặt, hắn nhíu mày. Bởi vì một chút xíu manh mối cũng không có. Một canh giờ tiếp theo, thần thức hắn rà soát xung quanh hòn đảo và hải vực, cũng không phát hiện ra gì. Đạo tắc này ẩn nấp ở đâu? Diệp Huyên hơi bực bội, thân hình hắn khẽ run lên, lao đến chỗ phía xa. Chương 1615, hắn vẫn bị nhốt tại nơi này. Không lâu sau, Diệp Huyên đến trên mặt biển, thi triển thần thức, không chỉ vậy, hắn còn sử dụng long hồn, lúc này, thần thức hắn bao trùm cả hàng trăm dặm xung quanh hải vực. Thế mà cũng không có gì cả. Diệp Huyên thu hồi thần thức, khẽ nhíu mày thì ngay lúc này, ở trước mặt hắn không xa đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, ngay sau đó một luồng năng lượng cực mạnh trực tiếp cuốn hắn vào bên trong lốc xoáy. Sau khi đi vào trong lốc xoáy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn cầm kiếm chém mạnh về phía trước, thế nhưng kiếm này vừa chém xuống lại không có động tĩnh gì. Diệp Huyên nhíu mày, hắn vội nói, đế khuyển huynh. Không có lời hồi đáp. Diệp Huyên lo lắng trong lòng, hắn vội vàng liên lạc tháp giới ngục, thế nhưng hắn kinh hãi phát hiện ra, lúc này hắn đã mất liên lạc với tháp giới ngục. Có chuyện gì? Ngay lúc đó, hắn phát hiện bản thân đã ngừng lại, mà xung quanh tối đen như mực. Không thể nhìn thấy gì. Diệp Huyên nhíu mày, đưa tay đánh ra một kiếm. Bù! Kiếm quang vừa mới xuất hiện thì lập tức đã biến mất. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám. Hắn mở lòng bàn tay, ngay lập tức có vô số phi kiếm chém ra khắp nơi xung quanh, thế nhưng sau khi những phi kiếm này chém đi thì cũng im hơi lặng tiếng biến mất. Toàn bộ đều biến mất. Vẻ mặt Diệp Huyên có chút khó coi. Đây là nơi nào? Một lúc sau, hắn đi về phía trước, thế nhưng xung quanh đều tối đen, hắn đi thế nào cũng cảm giác như vẫn dậm chân tại chỗ. Khoảng chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên dừng lại. Trong một canh giờ này, hắn vận dụng tất cả bản lĩnh có thể dùng được, thế nhưng vẫn như cũ, chẳng có tác dụng gì. Hắn vẫn bị nhốt tại nơi này. Không có âm thanh, cũng không có chút ánh sáng. Cho dù là kiếm quang của hắn cũng không thể tồn tại ở đây. Trong không gian u tối, ngoại trừ hắn và bóng tối, thì không có gì cả. Cứ như vậy, lại trôi qua một canh giờ. Lúc này, Diệp Huyên đã bắt đầu bực bội, bởi vì cảm giác này thực sự rất tệ. Chương 1616, nhân tính. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên Diệp Huyên đứng dậy, hắn cầm kiếm trong tay chém về phía trước một hồi, thế nhưng xung quanh vẫn tối đen như mực, một chút động tĩnh cũng không có. Dần dần, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên hung tợn, là ai? Ra đây một đấu một đi. Thế nhưng, khắp nơi không có động tĩnh gì. Không có bất kỳ hồi đáp. Vẻ mặt Diệp Huyên hung tợn. Trực tiếp vận dụng long hồn và long lực, rất nhanh sau đó, phi kiếm vẫy vùng khắp nơi, nhưng dường như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ những phi kiếm đó đều biến mất trong bóng tối. Lại qua một lúc lâu, lúc này, hắn đã không còn khái niệm gì về thời gian.
bởi vì hắn đã không biết từ khi đi vào đến bây giờ đã qua bao lâu rồi. Dù sao, hắn cảm giác như đã qua vài năm rồi. Dày vò. Bây giờ, mỗi thời mỗi khắc hắn đều cảm nhận như một loại dày vò. Có cảm giác như sắp sụp đổ đến nơi. Thậm chí là muốn giải thoát. Khi nảy sinh suy nghĩ này, trong lòng Diệp Huyên lập tức hoảng hốt. Vậy mà bản thân lại yếu ớt như vậy. Không ngờ tâm tình của bản thân lại không thể chống chọi nổi như vậy. Bản thân gặp phải khó khăn, vậy mà cũng sẽ nghĩ đến từ bỏ. Bản thân cũng sẽ vì thất bại mà phẫn nộ chính là biểu hiện của kẻ vô năng. Bản thân là kiếm tu, kiếm tâm thông minh, nhưng lúc này, tâm tình lại cáu kỉnh như vậy. Rất lâu sau, Diệp Huyên mới hiểu, hóa ra bản thân có rất nhiều khuyết điểm, chẳng qua là khi không gặp phải khó khăn, những khuyết điểm này đều không hề thể hiện ra. Nhân tính. Rất nhiều lúc, một mặt khuyết điểm và tà ác của mỗi người đều được che giấu rất kỹ, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, thì bọn chúng sẽ lộ ra hoàn toàn. Vì vậy, thường hay nói, nhân tính không thể chịu đựng nổi thử thách và soi xét. Nhưng thân là kiếm tu, nhất định phải nhìn thẳng vào nội tâm bản thân, nhìn thẳng vào bộ mặt xấu nhất tàn ác nhất của bản thân. Cái gì mới thật sự là kiếm tâm thông minh? Chương 1617, Linh Trí Ư. Nhìn thẳng vào nội tâm, hiểu rõ nội tâm, nghe theo nội tâm. Không trốn tránh. Tốt là ta, mà xấu cũng là ta. Tốt hay xấu đều là ta. Nhẩm đến đây, kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên run mạnh. Thế nào là kiếm thánh? Diệp Huyên khẽ nói, từ phàm lên tiên, từ tiên vào thánh, mà muốn vào thánh, trước tiên phải hiểu rõ bản thân, không sai, Diệp Huyên ta có rất nhiều khuyết điểm, đúng, Diệp Huyên ta vô sỉ, ta không cần mặt mũi, nhìn thấy mỹ nữ ra sẽ có suy nghĩ lệch lạc, đúng, ta chính là người không cần mặt mũi lại vô sỉ. Bù! Một âm thanh từ kiếm đột nhiên vang lên từ trong bóng tối. Trong bóng tối, tiếng kiếm ngân dài không dứt chứng tỏ cho việc kiếm đã hiểu được ý người. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, trước mặt là một thanh kiếm đang lơ lửng. Giờ phút này, hắn đã ngộ ra đạo lý phải thấu hiểu được nội tâm của mình. Một người có thể lừa dối bất kỳ ai trên thế gian này trừ chính bản thân mình, bởi vì nội tâm chính là tấm gương chân thật nhất trên đời. Diệp Huyên đứng lên, trong lòng bàn tay hắn là một thanh kiếm với hai loại kiếm ý thiện ác đang xoay tít mù. Từ khi kiếm ý của hắn lột xác, kiếm chấn hồn cũng đã trải qua biến hóa long trời lở đất. Đúng lúc đó, giọng của tiểu hồn vang lên, chúc mừng của tiểu chủ, kiếm đạo nhập thánh. Kiếm thánh ư? Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, kiếm thánh và kiếm tiên khác gì nhau? Giải thích cặn kẽ chút cho ta. Sau một hồi im lặng, tiểu hồn đáp, tiểu chủ có thể cảm nhận kiếm ý của mình thử xem. Diệp Huyên mở tay ra, dùng hai loại kiếm ý bao trùm lấy bản thân. Ngay sau đó, hắn phát hiện dường như có thứ gì đó xuất hiện trong kiếm ý của mình. Tiểu hồn lên tiếng, kiếm ý của tiểu chủ có linh trí hơn so với trước kia đó. Linh trí ư, Diệp Huyên tò mò, đó là gì? Vạn vật đều có linh, kiếm ý cũng không ngoại lệ. Nhưng nó có linh hay không đều dựa vào chủ nhân của nó. Tâm cảnh của tiểu chủ tiến bộ, thấu hiểu bản thân mình và kiếm hơn, từ đó khiến kiếm ý lột xác sinh ra linh tính. Nhờ kiếm ý có linh nên uy lực và hiệu quả của nó đã tăng lên hơn 5 thành so với trước kia. Nói cách khác, từ khi bước vào kiếm thánh, sức mạnh của tiểu chủ cũng tăng lên ít nhất 5 phần. Chương 1618, cô là đạo tắc, tăng lên 5 phần ư. Diệp Huyên mở tay ra, thanh kiếm trong tay bỗng bay vút ra ngoài với tốc độ vượt qua cả tia chớp, quả thật là nhanh hơn trước kia không chỉ 5 lần thôi đâu. Hắn có lòng tin rằng bây giờ có thể đường hoàng chém chết một cường giả đạo cảnh, còn nếu ám sát thì có thể ra tay với cả cường giả chứng đạo cảnh. Tiểu hồn hồn nhiên nói, nhưng tiểu chủ không được tự mãn đâu nhé, nhập thánh chỉ là khởi đầu mà thôi, giống như cường giả đạo cảnh chỉ xem như mới tiếp xúc với đạo vậy. Chữ đạo này thâm sâu vô cùng, liên quan đến rất nhiều thứ, không thể hiểu ra chỉ trong sớm chiều đâu. Ta biết rồi, Diệp Huyên nói rồi nhìn quanh, tiểu hồn có biết nơi này là đâu không? Không biết nữa, nhưng nơi này kỳ lạ lắm, tiểu chủ hãy cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu rồi xách kiếm bước đi, dùng long hồn dung nạp vào kiếm ý, khiến nó trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều lần rồi tỏa ra bốn phía.
nhưng khi chợt phát hiện ra kiếm ý đang bị một sức mạnh thần bí nào đó phá hủy, sắc mặt hắn lạnh xuống, xoay người biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau đó, hàng loạt tia kiếm quang thắp sáng bóng đêm. Xoẹt! Một tiếng rách toạc vang lên, tầm mắt Diệp Huyên ngập tràn trong ánh sáng trắng. Hắn lập tức lao vào quần sáng đó, cảm nhận được luồng gió lạnh táp vào người. Hắn đã trở lại trên biển. Diệp Huyên tham lam hấp thu không khí bốn phía, một hồi sau mới khẽ thốt lên, quả nhiên chỉ có khi mất đi mới biết quý trọng. Ở trong bóng tối đó, hắn thật sự đã cảm nhận được thế nào là một ngày bằng một năm. Loại cảm giác chỉ có một mình trong bóng đêm vô tận, không có bất kỳ hy vọng nào dần dần ăn mòn bản thân ấy còn kinh khủng hơn phải dốc sức chống lại mười mấy cường giả đạo cảnh nhiều. Ngươi chính là chủ nhân mới của nó. Một giọng nói bỗng vang lên từ cách đó không xa, theo sau là thân hình một cô gái xuất hiện trong tầm mắt Diệp Huyên. Trông nàng còn chưa đến 20, khoác lên mình chiếc váy đen như mực với chút mực son tô điểm giữa mày. Diệp Huyên khẽ thốt lên, cô là Đạo Tắc. Thấy cô gái chỉ dương đôi mắt lạnh lùng lên nhìn, hắn gõ gõ vào tháp giới ngục, ra đây. Nào ngờ nó im lìm như tắt thở khiến hắn sửng sốt. Thập giới ngục không dám xuất hiện trước Đạo Tắc là chuyện thế nào đây? Diệp Huyên bỗng biến sắc khi nghĩ đến một điều, có khi nào tháp giới ngục đánh không lại nên mới không chịu ló mặt ra không? Chương 1619, ngươi đếch có cái gì cả? Hoàn toàn có thể là vậy. Hắn không khỏi toát mồ hôi hột. Tháp giới ngục lợi hại thật nhưng bây giờ nó đang ở trạng thái nửa phế nửa tàn, có lẽ thật sự không đấu lại Đạo Tắc. Bỗng nhiên, cô gái váy đen lên tiếng, sao nó lại chọn kẻ yếu như ngươi làm chủ cơ chứ? Câu nói này khiến Diệp Huyên do dự một hồi mới hỏi, ta yếu lắm sao? Chẳng lẽ lại không, đối phương nhíu mày. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, vì sao cô cho rằng ta yếu? Cô gái chỉ nhìn hắn không nói gì, sau đó bất thình lình vung tay lên. Diệp Huyên biến sắc giơ kiếm ra đỡ, chỉ nghe ầm một tiếng, hắn đã bị đẩy lùi lại mấy trăm trượng. Không những thế, không gian quanh đó nghìn trượng đã trở thành một vùng đen đặc. Cánh tay phải của hắn cũng hoàn toàn mất đi chi giác. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng vô cùng. Khi không gian đen nhánh mở ra, cô gái váy đen bước đến, nói với hắn, có yếu không? Diệp Huyên chỉ biết im lặng, bây giờ hắn dám chắc tháp giới ngục đánh không lại người này nên mới không dám ló mặt ra. Hơn nữa theo lời của đối phương thì nàng biết hắn sở hữu tòa tháp trong tay nhưng không hề có ý kiêng dè. Cô gái lại nói, thả nó ra đây. Diệp Huyên do dự một phen, hay là cô tự đi vào xem. Trông ta ngu lắm à, đôi mắt đối phương nheo lại. Diệp Huyên, vì sao nó lại lựa chọn ngươi? Hắn phải suy nghĩ một hồi mới đáp, cô nương à, bây giờ ta quả thật không mạnh lắm, nhưng cô không cảm thấy ta rất có tiềm năng sao? Tiềm năng ư, cô gái lạnh lùng mỉa mai, ngươi thì có được cái gì? Ngươi đếch có cái gì cả? Diệp Huyên nghe nàng nói bậy mà trợn tròn mắt. Sau đó nhận được một cái liếc xéo của đối phương, nó đuôi rồi hay sao mà chọn một tên yếu ớt như ngươi làm chủ hả? Gọi nó ra đây để ta đánh chết nó. Lửa giận bùng lên trong lòng Diệp Huyên, hắn khẽ quát trong nội tâm, bị chửi thế mà ngươi còn chịu được à? Ra đánh đi chứ. Tháp giới ngục tiếp tục giả chết, chỉ có giọng của Tiểu Linh Nhi vang lên, nó bảo ngươi đánh đi. Ta mà đánh được thì còn gọi ngươi làm gì? Diệp Huyên cáu tiết. Hay là để ta giúp ngươi một tay? Chương 1620. Chỉ thế thôi mà đã chạy rồi. Diệp Huyên gật đầu cái dục trước lời đề nghị của Tiểu Linh Nhi, được. Phải biết Tiểu Linh Nhi cầm thanh kiếm kia là một thế lực không thể khinh thường. Vừa nghe Diệp Huyên đáp lời, Tiểu Linh Nhi đã xuất hiện ở ngoài với một thanh kiếm trong tay. Nào ngờ khi vừa nhìn thấy cô gái váy đen kia, con bé đã do dự ra mặt, xin lỗi. Ta đau bụng quá, lát nói chuyện sau. Rồi thoát cái đã trốn tịt vào bên trong tháp, biến Diệp Huyên thành một pho tượng. Sao nghe mấy lời này quen tai dữ? Đúng lúc ấy, cô gái áo đen bỗng biến mất. Diệp Huyên vội vã đâm kiếm về phía trước, nơi mũi kiếm lóe ánh sáng lạnh lẽo, kiếm quang như sét. Cả người hắn bắn ra xa vài trượng theo tiếng nổ ầm vang ấy, khi vừa dừng lại đã cảm thấy trước mắt tối đen như mực. Hắn không dám giấu bài nữa mà lập tức sử dụng long hồn cùng long lực, hai loại kiếm ý cũng cuồn cuộn toát ra. Chém! Hắn vừa dứt lời,
Một tia kiếm quang hiểm hóc bổ xuống, tạo nên một tiếng xoẹt chói tai. Duỳnh! Kiếm vừa chém xuống, Diệp Huyên đã lại bay đi thêm nghìn trượng nữa, máu tươi trào khỏi khóe môi khi dừng lại. Hắn đưa tay lên lau đi vết máu với vẻ mặt khó xem, không ngờ trận chiến đầu tiên sau khi thành kiếm thánh của bản thân lại thảm hại đến vậy. Cô gái váy đen lại xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lùng phán, giao nó ra đây. Diệp Huyên không khỏi phẫn nộ nghĩ, ngươi bảo ta tìm đạo tắc, bây giờ ta tìm được rồi thì ngươi lại giúp đầu không ra, cứ thế nhìn ta bị đánh sao. Tiểu Linh Nhi xen vào, nó bảo nó đâu có bỏ mặc ngươi đâu, mà là ngươi có thể đánh nàng ta á. Ta thấy nó nói cũng có lý đó chứ. Diệp Huyên, thấy cô gái kia lại chuẩn bị ra tay, hắn lập tức hóa thành một tia chớp biến mất ở cuối chân trời, để lại đối phương với gương mặt không thể tin được. Cái gì? Chỉ thế thôi mà đã chạy rồi. Việc này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của nàng. Một khắc sau đó, cô gái đã tức tốc đuổi theo người đang ngự kiếm chạy thục mạng là Diệp Huyên. Chương 1621, họa từ đâu ra mà đến dồn dập thế này? Giọng của Tiểu Linh Nhi lại vang lên, nó bảo ngươi đừng chạy nữa mà quay lại đánh nàng ta tàn phế luôn đi, sau đó kéo nàng ta vào đây, chúng ta cùng nhau hành hạ. Diệp Huyên đen cả mặt, ngươi hỏi nó có biết phân biệt thế nào là đánh lại và đánh không lại không? Nó nói ngươi mà chạy nữa là nó đánh ngươi á? Diệp Huyên gắt lên, bảo nó đừng ỷ mạnh hiếp yếu đi được không? Có khí phách chút đi được không? Ra đây đối mặt với nàng ta được không? Dẹp cái trò rụt đầu rụt cổ đi được không? Sau một phen im lặng, Tiểu Linh Nhi lại lên tiếng, nó hỏi vì sao ngươi không đánh lại nàng ta? Ta cũng muốn biết lắm, Diệp Huyên đáp sau khi suy nghĩ. Lúc này, cô gái váy đen đã xuất hiện ngay trước mặt khiến hắn không thể không dừng lại. Nàng nói, ngươi lại chạy. Diệp Huyên đang định mở miệng thì không gian bốn phía chợt chấn động, lại một cô gái khác bước ra. Đó chính là Triệu Mục. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên khó coi vô cùng. Họa từ đâu ra mà đến dồn dập thế này? Vừa nhìn thấy Diệp Huyên, tay phải Triệu Mục đã siết chặt lại. Không gian về phía bên phải cách đó mười mấy trượng cũng nứt toạc, một nhóm người mặc đồ đen bước ra. Chín người bọn họ được dẫn đầu bởi lão già áo đen của Liên Minh Trật Tự. Tất cả đều là cường giả chi đạo cảnh. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên từ cách đó mười mấy trượng về bên trái, 11 người khác đồng thời xuất hiện, chính là Lâm Mục và 9 thiết kỵ của Đường tộc. Diệp Huyên. Trước sự có mặt đầy đủ các thế lực các phương, Diệp Huyên lại bình tĩnh vô cùng. Ai ở đây cũng muốn lấy mạng hắn, vậy câu hỏi đặt ra là hắn nên nộp mạng cho ai bây giờ? Ngặt nỗi hắn không dám hỏi ra miệng. Bầu không khí giữa các bên bắt đầu trở nên kỳ quặc, từ Liên Minh Trật Tự, Đường tộc đến Triệu Mục và cô gái váy đen đều không hề ra tay. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, hay là ngồi xuống nói chuyện chút đi chư vị. Cả ngày chém chém giết giết có gì vui đâu. Mọi người bình tĩnh ngồi xuống, uống miếng trà ăn miếng bánh nói chút chuyện đời, ta. Câm mồm, cô gái váy đen bỗng quát lên với Diệp Huyên trước khi quay sang nhóm người Liên Minh Trật Tự, lũ phế vật từ nơi nào bỏ ra. Cút ngay cho ta. Chương 1622. Phế vật. Diệp Huyên bỗng dưng cảm thấy cái tính nóng như lửa của cô nàng này cũng được phết, bèn giơ ngón cái lên, có khí phách. Ông lão Liên Minh Trật Tự lại không hài lòng cho lắm trước ngữ khí của nàng ta, nhíu mày hỏi lại, ngươi là người phương nào? Diệp Huyên đã nhanh nhảu giành nói trước khi cô gái kịp mở miệng, đây là tỷ tỷ của ta. Nhận được một cái liếc sắc lẻm từ đối phương. Hắn lập tức khép miệng rồi im lặng đứng đó như một con chim cút. Tỷ tỷ ư? Tầm mắt lão già áo đen lập tức tập trung vào cô gái, nhưng chưa kịp lên tiếng thì nàng ta đã bất thình lình biến mất. Những người khác biến sắc, lão già phải lập tức vung chéo hai tay lên đẩy về trước. Lão ta bị đánh bay vụt đi cả mấy trăm trượng trong mấy chục con mắt ngỡ ngàng, khi dừng lại mới phát hiện hai cánh tay đã hoàn toàn tan biến. Sắc mặt những người khác trở nên nghiêm trọng vô cùng. Triệu Mục nhìn sang người vừa ra tay, không nói gì. Cô gái váy đen chỉ lạnh lùng nhìn cả bọn, phế vật. Lão già áo đen chằm chằm nhìn lại, ngươi là ngươi phương nào? Nàng không trả lời mà lại nhìn sang Diệp Huyên, ngươi đã lỉnh đi mười mấy trượng từ lúc nào, ngươi muốn chạy chứ gì? Nào có, hắn vội lắc đầu nguầy nguậy. Ngón tay cô gái chỉ vào đám người kia, bọn chúng đến đây để giết ngươi. Thấy hắn gật đầu,
Nàng ta cả giật quát lên, chúng đến giết ngươi mà ngươi còn chạy. Ngươi là tháp chủ đấy, trông coi Ngũ Duy. Câu nói được giữa chừng thì im bặt khiến Diệp Huyên không khỏi tò mò, trông coi Ngũ Duy gì cơ. Không chỉ hắn mà những người khác đều chăm chú nhìn cô gái váy đen, khiến nàng ta cáu bẩn quắc mắt chừng lại, nhìn cái đếch gì. Chân phải nàng dẫm xuống, chỉ nghe uỳnh một tiếng, không gian trước mặt gần như sụp đổ trong nháy mắt. Một luồng sức mạnh khổng lồ ồ ạt xô về phía đám người còn lại trong những âm thanh điếc tai. Chỉ trong khoảnh khắc, những người đó đã bị đẩy đi xa tít nghìn trượng. Chứng kiến cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt lại. Hắn dám chắc thực lực của cô gái này còn hơn xa cường giả chứng đạo cảnh. Triệu Mục chỉ bị đẩy lui đi mấy trượng, giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào cô gái váy đen, bị nàng ta nhướng mày hỏi lại, tức lắm à? Triệu Mục gật đầu rồi lập tức lao đến như con báo săn vồ mồi, tốc độ nhanh đến mức Diệp Huyên cũng không nhìn rõ. Chương 1623. Sao ngươi không nói sớm? Nào ngờ cô gái váy đen chỉ khinh khỉnh cười một tiếng, vung quyền lên đón lấy nắm đấm của Triệu Mục, vừa đơn giản vừa bạo lực. Khi hai quả đấm va vào nhau, một âm thanh chấn động màng nhĩ bùng phát, không gian bốn phía run rẩy kịch liệt. Bọn họ không những không lùi lại mà còn gắng gượng đón lấy sức mạnh của người kia. Bỗng nhiên, nắm đấm của cô gái váy đen vươn về trước. Uỳnh! Không gian khắp nơi nứt ra nhưng Triệu Mục vẫn không mảy may suy xuyển. Cô gái váy đen không khỏi nhíu mày, nào ngờ lúc này Triệu Mục buông tay, hóa đấm thành trưởng túm lấy tay đối thủ. Một luồng sức mạnh túa ra từ người nàng ấy, đồng thời một tia sáng màu đen cũng phóng ra từ tay cô gái váy đen. Chỉ trong chớp mắt, không gian trong chu vi nghìn trượng trở thành một màu đen đặc. Liên minh trật tự và những cường giả đường tộc có mặt lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại, chỉ có hai cô gái kia vẫn đang giao thủ kịch liệt ở nơi kia khiến cho không gian khắp nơi vỡ nát tan tành, những hòn đảo bên dưới đều bị uy lực của cả hai nghiền thành bột vụn. Sắc mặt Lâm Mục và ông lão áo đen trở nên nghiêm túc cực kỳ khi chứng kiến sức mạnh quá khủng khiếp của hai người họ, có thể nói là hơn xa tất cả những người còn lại ở đây. À không, vẫn còn một tên Diệp Huyên. Nào ngờ khi bọn họ nhìn sang nơi hắn vừa đứng thì chỉ làm gì có ai ở đó nữa, hắn đã chạy từ thuở nào rồi. Sắc mặt những người khác đen như đáy nồi. Ông lão áo đen vội vã hô tên với hai người còn đang hăng hái đánh nhau kia, dừng tay đi. Diệp Huyên chạy rồi. Hai cô gái nghe vậy thì đồng thời ngừng tay, thấy Diệp Huyên quả thật đã không còn bóng dáng thì không hẹn mà cùng nhíu mày. Cô gái váy đen cả giận chỉ vào ông lão, sao ngươi không nói sớm? Lão ta nghẹn họng, thăm hỏi con ả này là ma quỷ hay gì mà trách ta việc này. Cô gái váy đen càng nghĩ càng tức đến tái cả mặt, bỗng nhiên vọt về phía lão già áo đen khiến lão ta cả kinh. Bây giờ lão ta hoàn toàn không thể chiến đấu. Nhưng chín người mặc áo đen đã ngăn lại trước lão, tung ra chín tia sáng tạo thành một trận pháp hình vuông vây nàng vào trong. Nào ngờ chỉ chớp mắt một cái, một tiếng vang lớn ầm ầm nổ dậy. Trận pháp vụn vỡ, chín người áo đen cũng bị đẩy lui. Cô gái váy đen toan ra tay tiếp thì bỗng nhíu mày lại, nhìn về phía chân trời, nơi một luồng uy áp đang bất thình lình ngưng tụ lại cùng với mây đen. Nàng ta trợn to mắt. Sau đó nhoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Luồng uy áp nơi chân trời bỗng lặng xuống, không lâu sau đó đã biến mất như chưa có gì từng xảy ra. Triệu Mục cũng xoay người biến mất, để lại đường tộc và liên minh trật tự với sắc mặt khó xem vô cùng. Lại để Diệp Huyên chạy thoát rồi. Không gian trước mặt Lâm Mục bỗng chấn động, một giọng nói vọng ra, về tộc. Gã ta nghe vậy thì tức tốc đưa thiết kỵ đường tộc đi mất. Ông lão áo đen lẳng lặng hồi lâu, một tấm bùa truyền âm bay ra lơ lửng trước mặt, lão ta nhìn nó với vẻ phức tạp một hồi rồi mới nói, hộ pháp tần thiên, thuộc hạ vô năng, nhiều lần thất bại. Thỉnh cầu hộ pháp điều người khác đến thay thế. Một chốc sau, một giọng nói vang lên, duyệt. Tảng đá trong lòng lão ta nhất thời nhẹ đi một chút. Lão ta thật sự sợ hãi tên Diệp Huyên này rồi, lần này chỉ mất hai cánh tay, không biết lần sau sẽ mất cái gì ứa. Hơn nữa, trực giác mách bảo lão ta rằng nếu liên minh trật tự muốn đối phó với người như hắn thì ngay từ đầu phải phái người thật mạnh đến, thậm chí tinh chủ phải đích thân ra mặt mới có thể trực tiếp giết hắn, diệt trừ hậu họa. Nếu cứ tiếp tục cù cứ thế này chẳng khác gì cho hắn thời gian trưởng thành, đã vậy tốc độ trưởng thành của hắn còn nhanh đến chóng mặt,
e rằng chẳng bao lâu nữa, đến cường giả chứng đạo cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Chương 1624. Tóm lại, giỏi thì cứ lên làm. Ông lão áo đen lắc đầu, thở dài ngao ngán. Lão biết nếu lão đã nghĩ đến chuyện này thì cao tầng liên minh trật tự sao có thể không nghĩ đến, nhưng cũng biết phía trên đang do dự rằng một khi động đến Diệp Huyên sẽ khiến cho mâu thuẫn giữa liên minh trật tự và đường tộc trở nên căng thẳng hơn. Bởi vì đường tộc tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bảo vật ấy rơi vào tay họ, đó có là nguyên nhân duy nhất Diệp Huyên có thể tung tăng đến giờ phút này. Nhưng thôi, mọi chuyện bây giờ không còn liên quan đến lão ta nữa. Lão cũng không muốn nghĩ bất kỳ điều gì liên quan đến Diệp Huyên cả, bằng không sẽ lại đau đầu, vì vậy nhanh chóng đưa những người khác đi. Chấm chấm chấm. Quân Anh Điện, đường tộc. Đây là nơi dành riêng cho những dịp nghị sự đặc biệt trong tộc, ngay cả con cháu cũng không có tư cách bước vào. Trước điện là pho tượng vô cùng sống động của một cô gái trong tà váy trắng thêu hoa, tóc dài xõa vai sen lẫn những bím nhỏ, tay phải cầm một quyển sách có tên Thời gian và chiều không gian. Cô gái này chính là thiên tài ưu tú nhất lịch sử đường tộc, Mục Nam Chi, đồng thời cũng là nữ gia chủ đầu tiên của dòng họ. Theo lý mà nói, họ của bà nên là Đường mới đúng, nhưng bà lại kiên quyết giữ họ Mục. Tộc nhân không dám làm trái lời, cứ thế tuân theo. Ở bên dưới pho tượng là một dòng chữ ai nói nữ tử không bằng nam nhi. Những lời này đã thay đổi địa vị của phái nữ trong đường tộc một cách ngoạn mục. Trước kia, việc đi học, tu luyện, tài nguyên chỉ thuộc về nam giới trong tộc, ngày nay, nữ giới cũng có thể hưởng những đặc quyền ấy. Họ không những sở hữu địa vị và quyền lợi ngang hàng với phái nam mà còn có thể làm thế tử, trở thành gia chủ. Hơn nữa, đường tộc không câu nệ thân phận, con cái tộc trưởng bất tài thì đào thải, con cái nô bộc có tài thì trọng dụng. Tóm lại, giỏi thì cứ lên làm. Tộc trưởng hiện nay của họ, Đường Diêm, trước kia chỉ là đứa con riêng của một hậu duệ sa sút trong tộc và một người tỷ nữ. Quân Anh Điện là nơi tộc trưởng chuyên dùng để triệu tập cường giả trong tộc đến thương nghị khi có chuyện trọng đại, vì vậy bình thường không ai đặt chân đến. Mà hôm nay, trong điện lại có hơn 30 người, thấp nhất trong đó đã đến đạo cảnh. Có già có trẻ, cũng có không ít nữ, trong đó có cả Đường Thanh. Một hồi sau, khi một cái bóng xuất hiện trên đại điện, tất cả những người có mặt đồng loạt thi lễ, tham kiến tộc trưởng. Đây chính là tộc trưởng Đường Tộc, một trong 6 đại cao thủ đương thời Đường Diêm. Ông ta lên tiếng, việc nhà họ Tần tạm thời gác lại. Hôm nay chúng ta sẽ thương nghị về Diệp Huyên, có lẽ chư vị nơi đây có người chưa biết hắn là ai, vậy thì Đường Phong, người nói cho mọi người biết đi. Chương 1625. Người sau lưng Diệp Huyên ư? Một gã thanh niên bước ra, không ai khác chính là cửu công tử Đường Phong của Đường tộc, một trong những người đang tranh đoạt vị trí thế tử. Gã ta thi lễ với mọi người trong điện rồi nói, Diệp Huyên sinh ra ở nhà họ Diệp trốn Thanh Thành, mẫu thân là con gái gia tộc Độc Cô ở thượng giới, phụ thân không rõ là ai. Người này tiếp xúc với kiếm đạo năm 18 tuổi, 19 đã thành kiếm tiên, sau lưng có một người bí ẩn không rõ lai lịch lẫn thân phận. Ưu điểm, thiên phú kiếm đạo rất cao, tâm tư khó đoán, quyết đoán sát phạt, ý chí kiên định, trọng tình trọng nghĩa, biết phải trái, mặt dày, không bảo thủ, có thể nằm gai nếm mật, làm việc người khác không thể làm. Gã ta thoáng dừng lại một chút, khuyết điểm, trọng tình trọng nghĩa, biết phải trái, quá quan tâm đến muội muội và bạn bè. Nếu đường tộc ta không thể đường đường chính chính tiêu diệt hắn thì có thể xuống tay từ thân nhân bạn bè. Đặc biệt là muội muội hắn, chắc chắn sẽ thành công. Cảm nhận được tầm mắt của những người trong điện, Đường Phong mỉm cười, nhưng đường tộc ta là đại gia tộc, nếu không thể đối phó với Diệp Huyên mà lại nhằm vào người thân của hắn thì không khỏi quá mất mặt. Một người đàn ông khác bỗng bước ra khỏi hàng, cười nói, cửu đệ nói vậy sai rồi. Đại trưởng phu làm việc không câu nệ tiểu tiết, đường tộc ta có thể sừng sững đến ngày nay không phải nhờ vào nhân từ và đạo nghĩa. Những người khác nhìn sang, đây chính là nhị thiếu gia Đường Ách, cũng là một trong những người đang tranh đoạt vị trí thế tử. Đường Phong đáp, nhị ca có lý, nhưng tộc ta là thế gia đại tộc, nếu không đường đường chính chính đối mặt Diệp Huyên mà lại nhằm vào thân nhân bạn bè của hắn. Chẳng lẽ không sợ trở thành cái đích cho thiên hạ cười chê? Đường Ách chỉ lắc đầu nhếch mép, cường giả vì sao phải quan tâm đến cái nhìn của kẻ yếu? Một con voi liệu sẽ để ý đến kiến hôi ư? Đường Phong mỉm cười,
đó chính là quan điểm và lập trường của nhị ca, nhưng ta vẫn kiên trì với suy nghĩ của ta. Đối phương đáp, vậy hãy để tộc trưởng định đoạt. Mọi cặp mắt đổ dồn vào Đường Diêm, ông ta chỉ nhìn xuống đám người, lên tiếng, Thanh Nhi thấy thế nào? Những người khác kinh ngạc nhìn người vừa được gọi tên. Gương mặt còn mang nét cười của Đường Phong lập tức quay sang nhìn đại tiểu thư. Đường Ách chậm rãi nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Đường Thanh mở miệng, Đường tộc ta đến nay vẫn không có một chút tin tức gì về người sau lưng Diệp Huyên. Nhiều cặp chân mày nhíu lại. Người sau lưng Diệp Huyên ư. Đại tiểu thư nhìn quanh một vòng rồi tiếp lời, vì sao bảo vật ấy lại rơi vào tay hắn? Phụ thân hắn là ai? Phân thân của tinh chủ tinh vực Vĩ Ương ngày đó vì sao lại im hơi lặng tiếng mà biến mất? Còn vô số những cường giả tinh vực kia, ai là người đã xóa sổ họ trong nháy mắt? Đó là một người hay một thế lực? Những điều này, Đường tộc chúng ta hoàn toàn không hay biết. Đường Diêm gật đầu, tiếp đi. Đường Thanh, Đường tộc ta là một trong những thế lực hùng mạnh nhất đương thời, nhưng ta cho rằng chúng ta không nên khinh thường bất kỳ ai, đặc biệt là người tên Diệp Huyên này. Việc bảo vật bậc ấy nằm trong tay hắn đã là kỳ lạ, chưa kể đến việc bên người hắn còn có một con đại ác thú đến từ thời đại của thần tộc. Một lão già bỗng lặp lại, ác thú đến từ thời đại của thần tộc. Đường Thanh gật đầu, khi ở cùng với hắn, ta đã nhìn thấy con ác thú này, quả thật đến từ thần tộc. Đường Phong cất giọng hỏi, đại tỷ đang nói đến con yêu thú bên người hắn ở tinh vực Vĩ Ương kia. Chương 1626, ta là người của nhà họ Đường. Chính là nó. Gã ta gật gù, xem ra là ta mắt phụng, không nhìn ra lai lịch thật sự của nó. Đường Thanh nói với Đường Diêm, tộc trưởng, ta cho rằng chúng ta nên âm thầm quan sát trước vì hai lý do. Thứ nhất, người muốn sở hữu bảo vật kia không chỉ có Đường tộc ta mà còn có liên minh trật tự, thậm chí yêu tộc cũng đã dục dịch ngóc đầu, học trò của nam phái võ sư là Triệu Mục cũng đang tìm kiếm hắn, những vết tích ấy cho thấy có người càng sốt ruột hơn chúng ta. Ai ra tay trước, người đó sẽ ép Diệp Huyên tung ra con bài tẩy, hay đúng hơn là người đứng sau hắn. Lý do thứ hai, bảo vật ấy rơi vào tay ai vào lúc này, người đó cũng sẽ thành đích ngắm cho những thế lực khác. Cho dù là Đường tộc ta khi chiếm được nó cũng sẽ ép liên minh trật tự và yêu tộc phải liên thủ, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn chúng ta độc đại. À ta nói xong thì trở về vị trí, để Đường Diêm lên tiếng, chư vị thấy thế nào? Một lão già liếc nhìn Đường Thanh, nếu trong lúc chúng ta âm thầm quan sát, bảo vật ấy rơi vào tay liên minh trật tự thì sao? À ta nhẹ giọng đáp, hẳn chư vị cũng đang có cùng một nỗi bận tâm với trưởng lão đây. Thật ra chúng ta có thể nhờ tộc trưởng ra mặt kềm chế tinh chủ kia, ông ta không ra tay, ta cũng không ra tay. Từ đó, liên minh trật tự muốn giành được bảo vật ắt phải phái người đi giết Diệp Huyên, nhưng trong nội bộ họ không ai có thể cầm chắc khả năng thành công cả, trừ tinh chủ. Từ đó, liên minh trật tự phải đấu đến cùng với Diệp Huyên để giành bảo vật, mà Đường tộc chúng ta chỉ cần âm thầm quan sát, khi cần mới ra tay. Đường Phong bỗng lên tiếng, ý của đại tỷ là chúng ta tạm thời không ra tay nhưng cũng không bỏ mặc. Cho dù là ai hành động trước, một khi Diệp Huyên thua hay bị giết thì chúng ta mới ra mặt, đúng chứ? Đường Thanh gật đầu, chúng ta càng muốn lấy được bảo vật thì càng phải bình tĩnh. Ả dừng lại một thoáng rồi tiếp tục, tổ tiên Nam Chi năm ấy từng nói đánh Giang Sơn dễ, giữ Giang Sơn khó. Đường tộc ta đi đến địa vị hôm nay đã không hề dễ dàng. Vì vậy càng không thể bước đi sai lầm, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. À ta nói với Đường Diêm, ta đã trình bày xong, hết thảy do tộc trưởng định đoạt. Ông ta mới cất giọng, có ai còn có ý kiến khác? Lúc này, Đường Ách bỗng quay sang Đường Thanh, đại tỷ nói rằng chúng ta không chỉ không thể ra tay trước mà còn phải ngăn cản liên minh trật tự lấy được bảo vật, vậy chẳng khác nào chúng ta đang bảo vệ Diệp Huyên. Nhị đệ cho rằng ta đang thiên vị hắn ư. Đường Thanh mỉm cười nhìn sang, nghe gã đáp, đại tỷ hiểu lầm rồi. Ta là người của nhà họ Đường. À ta nhấp môi khẳng định xong thì không nói thêm gì nữa. Đường Ách cũng chỉ nhìn sang chứ không mở miệng, bằng không sẽ không khác gì công kích trực tiếp, một hành động không hề sáng suốt vào lúc này. Đường Diêm đứng lên, làm theo lời Đường Thanh. Nói rồi ông ta biến mất, nhưng chưa đầy một khắc sau đã xuất hiện lại, nhà họ Tần có việc lạ. Các ngươi chớ dây vào, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Chương 1627, ta đánh không lại.
Lần này thì ông ta đi thật, những người còn lại trong tộc cũng dần dần cáo lui. Đường Thanh vừa bước chân ra khỏi đại điện, giọng của Đường Ách đã vang lên sau lưng, đại tỷ, trước kia gia tộc từng bỏ mặc tỷ, chẳng lẽ tỷ không hề tức giận? Người được gọi dừng bước, khẽ đáp, sao lại không? Nhưng ta càng căm phẫn bản thân mình, nếu ta có thể xuất sắc hơn nữa, gia tộc tuyệt đối sẽ bỏ ra mọi giá để giữ mạng ta, đúng chứ? Đường Ách cười cười, đại tỷ đúng là thấu đáo rất nhiều việc. Đường Thanh nói, nhị đệ, vị trí thế tử chỉ có một, ai cũng thèm muốn nó, ta không phải ngoại lệ. Nhưng chúng ta có thể chỉ là đá kê chân cho người khác mà thôi. Đối phương cong môi, đại tỷ đang muốn nhắc nhở rằng đối thủ của ta không phải là tỷ chứ gì. Nhị đệ tự hiểu trong lòng là được, ta chỉ nói thế thôi. Nghe tiếng cười của Đường Thanh, Đường Ách ngẩng nhìn pho tượng Mục Nam Chi trước mặt, khẽ nói ta tin vào số mệnh, nhưng ta cũng phải ra sức một phen. Gã nói xong thì rời đi, còn lại Đường Thanh một mình đi đến trước pho tượng, trầm lặng nhìn nó một hồi lâu. Chấm chấm chấm. Trên một hòn đảo của vùng biển Di Thiên, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trước một cây ăn quả, chăm chú hấp thu thần tinh. Giờ phút này, cõi lòng hắn vẫn còn sợ hãi trước sức mạnh của cô gái váy đen, kể cả Triệu Mục kia cũng mạnh đến nghịch thiên. Cũng may cả hai người này đều thuộc dạng nóng tính, ngứa mắt là lao vào đánh ngay, bằng không hắn đã chẳng còn ngồi ở đây được. Đúng lúc này, tháp giới ngục xuất hiện, bắt đầu nhảy tưng tưng trước mặt hắn. Tiểu Linh Nhi hiện ra bên người, hết nhìn tháp đến nhìn hắn, nói, nó hỏi tại sao ngươi không bắt nàng ta vào mà lại bỏ chạy kia. Diệp Huyên thản nhiên, ta đánh không lại. Nó hỏi tại sao đánh không lại. Vậy ngươi hỏi xem tại sao nó không dám ra mặt đánh, Diệp Huyên chỉ tay vào tòa tháp. Tiểu Linh Nhi nhìn nó một hồi rồi quay sang hắn, nó nói ngươi giỏi lừa gạt lắm mà, sao không lừa nàng ta vào. Diệp Huyên suýt thì bật ngửa. Cái tháp giới ngục này bị gì vậy? Trí tuệ tuột xuống ngang hàng trẻ lên ba hay sao mà lại hỏi một thứ ngu ngốc thế này? Chương 1628. Vậy cô đến từ Ngũ Duy ư? Hắn đang toan mở miệng thì không gian gần đó bỗng run lên, một người bước ra từ đó. Còn ai khác ngoài cô gái váy đen kia? Sắc mặt Diệp Huyên sạm hẳn đi, không ngờ đối phương lại tìm đến được. Bỗng Tiểu Linh Nhi lên tiếng, nó gọi nàng ta đến á. Diệp Huyên ngớ ra trước khi chỉ vào tòa tháp, nó gọi. Thấy Tiểu Linh Nhi gật đầu, hắn suýt nữa bất tỉnh tại chỗ. Con bà mày, mày điên rồi hả cái tháp rách này? Khi cô gái váy đen bước đến, cả tháp giới ngục lẫn Tiểu Linh Nhi thoát cái đã biến mất tăm. Diệp Huyên, nàng ta hỏi hắn, sao ngươi không chạy? Cô cũng muốn có được nó sao? Hắn cất giọng nhàn nhạt, nào ngờ nghe nàng ta lạnh lùng đáp, ta cần cái tháp rách đó làm gì? Vậy cô đuổi theo ta làm gì? Cô gái bỗng siết chặt hai tay, nói đầy phẫn nộ, ngươi là tháp chủ mà tại sao lại yếu như vậy? Ngươi không thể tệ đến thế được. Diệp Huyên vội nói, cô bình tĩnh chút đã, đừng quên ta vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 18 thôi. 20, nàng ta lia một ánh mắt rét căm căm qua, nhìn căn cốt của ngươi ít nhất đã 20 tuổi rồi. Khóe môi Diệp Huyên giật giật, 20 thì 20, rồi 20 thì sao? Ta vẫn còn là con nít, à không, là thiếu niên, cô cho rằng ta phải mạnh đến mức nào chứ? Đối phương lạnh giọng phán, gọi nó ra đây. Nó bảo cô tự vào mà xem. Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện bên môi nàng ta, đi vào khác gì bị nó khống chế, ngươi tưởng ta ngu lắm à? Sau một hồi do dự, Diệp Huyên hỏi, cô không muốn trở về ư? Cô gái nhìn hắn như đang nhìn một thằng đần, bên ngoài vui thế này, ta về đó làm gì? Vậy cô đến từ Ngũ Duy ư? Không. Cái lắc đầu của nàng ta khiến hắn sửng sốt, vậy cô? Chúng ta đã ở trong cái tháp rách đó từ lúc có ý thức rồi, nàng ta nhẹ giọng kể lại, một ngày nọ, nó mang theo chúng ta chạy mất, trên đường lại còn bắt người vào, sau đó có một ngày gặp được ba kiếm tu nọ. Chương 1629, ngươi đã gặp những đạo tắc khác rồi. Đến đây, lửa giận len vào giọng nàng ta, cái thứ rác rưởi này. Đã bảo đừng đánh rồi mà nó cứ đâm đầu xông lên, còn dám vỗ ngực tự tin sẽ thắng. Kết quả suýt bị người ta đập vỡ, hại chúng ta suýt thì toi mạng theo. Ngu phát khóc đi được. Diệp Huyên. Cô gái váy đen càng nói càng trở nên kích động,
cuối cùng quay sang quát vào mặt Diệp Huyên, người gọi nó ra đây. Để ta đánh chết thứ ngu ngục đó. Hắn cười khổ không thể, nhưng nó không chịu ra. Thế thì ta đánh ngươi. Cô gái cả giận gắt lên xong thì vung đấm về phía Diệp Huyên. Hắn nào dám khinh thường, vội vã rút kiếm chém ra. Xoẹt. Một tia kiếm quang lóe lên rồi nổ tung trong một âm thanh vang dội. Chỉ thấy Diệp Huyên đã lùi xa hơn trăm trượng, sắc mặt trầm xuống. Nếu tiếp tục đánh như vậy chắc chắn sẽ bại lộ hành tung mất. Thấy nàng ta lại chuẩn bị ra tay, hắn hô lên, được rồi. Cô gái cau mày, được cái gì? Sau đó thấy hắn nghiêm mặt nói, cao thủ so chiêu, thấy đủ thì ngưng. Chúng ta đã so một chiêu, ngưng tại đây được rồi. Thấy đối phương mở mắt ngơ ngác, Diệp Huyên vội vàng nói tiếp, không thể không nói, cô chính là đạo tác lợi hại nhất trong những người ta từng gặp. Là người đầu tiên mà ta phải bội phục. Cô gái váy đen vô cảm hỏi, người đang nịnh ta chứ gì? Ta nói cho người biết, ta còn lâu mới mắc lừa. Có điều người tuy yếu xìu nhưng cũng thành thật đấy, vẫn có chỗ đáng khen. Diệp Huyên, người đã gặp những đạo tắc khác rồi. Hắn vội vàng gật đầu, đúng vậy, đã gặp đại địa, không gian và mộng. Cô gái cau mày, cho ta xem. Diệp Huyên vội vàng thúc giục đạo tắc đại địa trong cơ thể. Một chữ địa tí hon xuất hiện giữa chân mày hắn. Cô gái hỏi, còn gì nữa không? Sau khi Diệp Huyên gọi cả đạo tắc không gian và mộng ra, nàng ta nói, người có biết cách sử dụng bọn chúng không? Diệp Huyên gật đầu, biết chứ. Nói xong, hắn mở tay ra, đại địa chi lực từ bốn phía cấp tốc tụ tập về phía hắn, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành một thanh kiếm trong tay. Đây, cô xem. Khi hắn giơ kiếm ra, cô gái váy đen chỉ liếc một cái, thế thôi à. Thấy hắn gật đầu, ánh mắt nàng ta chợt lóe lên chút. Thương hại. Một cảm giác tổn thương lan tràn trong lòng Diệp Huyên, vội hỏi, chẳng lẽ còn có cách nào khác? Không có, cô gái nhàn nhạt nói. Diệp Huyên bật cười, ta biết rồi, cô sợ ta nắm giữ được nó rồi sẽ đánh bại cô chứ gì? Đối phương cười khẩy, ngươi đang chọc cười ta đấy à? Ngươi có biết ta lợi hại thế nào không? Chương 1630, có phải có cách nào để khống chế nó không? Vậy thì cô đang sợ cái gì? Hắn thong thả hỏi. Nàng ta nở một nụ cười lạnh lùng, lại còn dám khích tướng ta. Ngươi tưởng ta ngu lắm hay sao? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, không nói nữa. Cô gái nhếch môi, ngươi thở dài cái gì? Viêm già từng nói với ta nếu gặp đạo tác ở tầng 5 thì nhất định phải thỉnh giáo cặn kẽ, bởi vì người đó lợi hại vô cùng. Đối phương bỗng cau mày, người đã gặp Viêm già rồi à? Đúng vậy. Lần này, sắc mặt cô gái khi nhìn hắn có pha thêm ba phần kỳ quặc. Sao vậy? Nghe Diệp Huyên hỏi, cô gái bỗng vọt đến trước mặt hắn. Diệp Huyên cả kinh nhưng không ra tay, bởi vì hắn không cảm nhận được sát ý từ nàng ta. Đúng hơn là ngay từ đầu đến giờ, nàng ta chưa từng động sát ý với hắn, bằng không hắn đã gọi trấn hồn ra liều mạng một phen rồi. Có biết tại sao ta không giết ngươi không? Cô gái váy đen nhìn hắn chằm chằm. Diệp Huyên do dự một hồi rồi đáp, tại ta đẹp trai. Một cái tát như trời giáng vung xuống. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, Diệp Huyên đã bị đánh văng đi tận trăm trượng. Khi hắn vừa dừng lại, cô gái đã hiện ra trước mặt, bây giờ ngươi có thể điều khiển cái tháp sách kia, đúng không? Hắn không dám lì nữa, lập tức gật đầu. Nàng kia nhìn sang. Nói ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng đạo tắc, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn vào tháp chữa thương, đối phương nhàn nhạt đáp, nhưng một khi ta đặt chân vào, cái tháp rách đó sẽ khống chế ta. Việc của ngươi là ngăn nó làm điều đó. Diệp Huyên im lặng. Thì ra ý định của nàng ta là thế này, chẳng trách sao ngay từ đầu đã không có sát ý với hắn. Một chốc sau, hắn nói, nếu nó có thể khống chế cô thì e rằng ta cũng không có cách nào. Cái danh tháp chủ của hắn chỉ là hư danh mà thôi, giới ngục có thèm để ý đến hắn đâu. Cô gái váy đen nhàn nhạt nói, yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý đứng về phía ta, nó sẽ không làm gì được ta và ngươi. Diệp Huyên do dự một hồi, có phải có cách nào để khống chế nó không? Ngươi nói thử xem, đối phương cười nhạt, thế này đi, ta để nó đi ra rồi chúng ta thương lượng một chút được không? Bằng không có thể sẽ xích mích to. Chương 1631, tính tình nó xấu lắm à.
Diệp Huyên cũng có chút lo lắng cho tháp giới ngục. Bởi vì tuyệt đối sẽ không vui khi thấy hắn liên thủ với cô gái này, mà hắn thì chẳng muốn nó quậy phá trong thân thể mình chút nào cả. Cô gái lãnh đạm đáp, tùy ngươi. Diệp Huyên gật đầu rồi đưa ý thức chìm vào cơ thể, tiểu tháp à, ngươi không ra là hết đường nói chuyện đấy. Cứ yên tâm, có ta ở đây, nàng ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Chẳng lẽ ba người chúng ta đánh không lại một mình nàng ta sao? Tháp giới ngục vẫn im lìm bất động. Diệp Huyên không khỏi sạm mặt, tự hỏi nó sợ chết đến thế này cơ à? Đúng lúc ấy, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt hắn, ôm trong tay một cái tháp bé xíu, không phải giới ngục thì là gì? Cô bé tròn mắt nói, nó bảo ta mang nó ra ngoài nè. Diệp Huyên, thấy cô gái váy đen nhìn cái tháp với vẻ phức tạp, hắn hỏi, sao vậy? Linh trí của nó đã bị tổn thương nặng nề, bằng không thì với tính tình của nó. Ngươi đã đi đầu thai từ đời nào rồi? Tính tình nó xấu lắm à, hắn tò mò. Đối phương lạnh nhạt đáp, xấu đến nỗi ngươi cũng không tưởng tượng được. Trước kia có người đánh nhau quấy nhiễu đến nó bèn hủy diệt cả tinh vực ấy. Diệp Huyên, ánh mắt nàng ta lại quay về tòa tháp, ta vào đó chữa thương, cũng nhân tiện giúp ngươi ổn định lại. Nhưng ngươi tuyệt đối không được phép khống chế ta, bằng không thì cứ chờ bị ta bóp chết đi. Ngươi cũng biết bây giờ ngươi không đánh lại ta chứ? Tòa tháp run lên như đang trả lời. Nó nói sau này sẽ thắng ngươi á, Tiểu Linh Nhi reo lên. Diệp Huyên không nói gì hết. Cô gái dứt khoát lắc đầu, ngu ngốc đến đáng yêu. Sau đó nàng ta tiến vào bên trong tháp, nhìn bốn phía một vòng trước khi ngẩng lên nhìn đỉnh tháp. Thấy được hai thanh kiếm trên đó, nàng hờ hững mở miệng, này tháp chủ, chừng nào ngươi mới nhổ chúng nó ra được đây? Chiếm chỗ quá. Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt cô gái trong tháp, nói tầng 1, 2, 3, 4, 5 đều là của ta hết, về sau tầng 6, 7, 8, 9 cũng là của ta luôn. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ... Sẽ gì? Đánh ta à? Đối phương trơ giọng hỏi lại. Tiểu Linh Nhi suy tư một hồi mới nói, bạo lực không giải quyết vấn đề được đâu, ta đang nói lý lẽ với ngươi đó. Ngươi cũng biết lý lẽ mà đúng không? Chương 1632, tên đó còn chưa chết cơ à? Cô gái cũng trầm ngâm một phen, ngươi có thể chồng, nhưng ta ăn được không? Cô bé tí hon gật đầu như dã tỏi, được chứ, muốn ăn gì cũng được, nhưng mà không được ăn cây nhé. Ăn rồi cây sẽ không mọc lại nữa. Được, Tiểu Linh Nhi gật gù, ta là Tiểu Linh Nhi, ngươi tên gì? A Việt, cô gái đáp sau một hồi suy nghĩ, chân đi đến nơi đế khuyển đang nằm gần đó. Nó mở mắt nhìn nàng ta đầy phòng bị. A Việt ngắm nghía nó một hồi rồi hỏi, tháp chủ, ta ăn nó được không? Đế khuyển. Diệp Huyên đen cả mặt, cô đừng có sằng bậy. A Việt nghiêm túc đáp, huyết mạch của nó không tệ chút nào đâu tháp chủ, sức mạnh của ngươi sẽ tăng lên gấp nhiều lần nếu ăn thịt nó đấy. A Việt cô nương à, nó là bạn ta, hắn nghiêm túc đáp. Nàng ta nhún vai, vậy tùy ngươi. À. Nếu sau này các ngươi hết làm bạn rồi, ngươi không ăn thì nhường ta nhé. Đế khuyển nghe mà có chút phát hoảng. Nhưng A Việt không để ý đến nó, đã cất bước đi lên lầu. Tiểu Linh Nhi bay vù đến trước đế khuyển, ngắm nhìn nó đầy hiếu kỳ, ngươi có ngon không? Cho ta nếm chút được không? Đế khuyển. Lúc này, A Việt đã đi đến tầng 5 bị Tiểu Linh Nhi trồng đầy linh thụ. Ngươi ở đây đã đi hay là? Đã bị giết. Diệp Huyên đáp. A Việt nhíu mày, thực lực người này rất mạnh, người không thể giết được. Không phải ta giết, mà là chủ nhân của thanh kiếm trên đỉnh tháp. Đôi mắt nàng càng nheo lại, tên đó còn chưa chết cơ à? Chấm chấm chấm. Thoát cái, sắc mặt A Việt đã trở lại như thường, là tên nào xuất hiện? Cả ba. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, nàng ta trố mắt ra hồi lâu mới nói, người có quen với bọn họ không? Cực kỳ quen thuộc, hắn đáp sau một hồi suy nghĩ, thấy A Việt càng im lặng hơn thì hỏi. Sao thế? Việc này không đơn giản như ta nghĩ, A Việt nhẹ giọng nói, thôi, kệ nó. Nghỉ ngơi cái đã. Chương 1633, chủ nhân của kiếm trên tháp đấy. Diệp Huyên vội kêu lên, còn đạo tắc phải sử dụng thế nào? Trước tiên ngươi phải đánh thức nó, giúp nó khôi phục ý thức, sau đó thành lập khế ước tinh thần với nó. Tiếp đến thì hòa làm một thể cùng nó. Khi ấy, ngươi chính là đạo tắc đại địa,
chỉ cần đứng trên mặt đất là có thể tiếp cận đại địa chi lực. Nếu lợi hại hơn thì ngươi còn có thể lấy được địa mạch chi lực, hơn thế nữa thì có cả địa linh chi lực. Lúc đó ngươi chính là địa chủ, là chủ nhân của mặt đất này. Ngươi biết như thế lợi hại đến thế nào không? Có nghĩa là ngươi chỉ cần dẫm chân một cái, cả thế giới này sẽ run rẩy. Ngưng tụ đạo tắc thành kiếm như ngươi ban nãy là một hành vi hết sức rốt nát, tên ngu nào dạy ngươi thế? Chủ nhân của kiếm trên tháp đấy. Tháp giới ngục bỗng rơi vào im lặng, một hồi sau mới có tiếng A Việt vọng ra, ta vừa mới nói gì à? Sao ta chẳng nhớ gì hết nhỉ? Diệp Huyên. Nghe thấy lời của A Việt, Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng. Xem ra A Việt nóng nảy này cũng rất kiêng dè chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp. Nhưng điều này cũng bình thường thôi, phải biết rằng sở dĩ tháp giới ngục và những đạo tắc này trở thành như bây giờ cũng là vì ba người họ. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, sau đó hỏi, A Việt cô nương, phải đánh thức đạo tắc đại địa kia như thế nào đây? A Việt trên tầng 5 nói, tìm một nơi có địa mạch chi lực, dùng địa mạch chi lực kích hoạt nó. Diệp Huyên hỏi, đại địa chi lực này và địa mạch chi lực không giống nhau sao? A Việt tức giận nói, ngươi không thấy mình đang nói nhảm à? Đại địa chi lực là đại địa chi lực, địa mạch chi lực là địa mạch chi lực, giống như nam nhân và nữ nhân đều là người vậy, nhưng ngươi có giống nữ nhân không? Giống không? Diệp Huyên. A Việt lại nói, đi về phía đông, đi thẳng ấy, bên kia có địa mạch chi lực. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn quanh một vòng, sau đó biến mất. Chẳng bao lâu, hắn đã đi tới hải vực Di Thiên, mà A Việt lại bảo hắn đi tiếp, nên hắn cũng không đứng yên nữa mà tiếp tục tăng tốc, chẳng mấy chốc, hắn đã hoàn toàn biến mất trên vùng biển mênh mông. Đăng Thiên Thành, Bắc Hoang Giới. Đứng ở Đăng Thiên Thành, giơ tay có thể hái sao? Đăng Thiên Thành rất cao, tựa như sừng sững trên tinh không. Nơi này là nơi thần bí nhất Bắc Hoang Giới hiện tại, cũng là tổng bộ của Liên Minh Trật Tự. Lúc này có khoảng 40 người đang đứng trong Đăng Thiên Điện, thấp nhất cũng là cường giả đại cảnh. Trong điện rất yên tĩnh, như đang đợi ai đó vậy. Chương 1634. Không có chút thông tin gì cả. Khoảng một khắc sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước cửa điện, người đàn ông mặc trường sam màu trắng bó sát, tóc xõa ngang vai, vẻ mặt khí phách, ông ta cầm nửa quyển tàn thư trong tay. Tinh chủ. Người này chính là tinh chủ của Liên Minh Trật Tự. Thấy tinh chủ, tất cả mọi người đang có mặt đồng loạt hành lễ. Tinh chủ đi tới bậc thềm của đại điện rồi ngồi xuống, nhẹ giọng nói về Diệp Huyên xem. Lúc này, Tần Thiên Hộ Pháp bước ra, Diệp Huyên này đến từ một thế giới nhỏ, 18 tuổi tiếp xúc kiếm đạo, hiện tại đã là kiếm tiên. Thiên phú kiếm đạo của người này rất mạnh, người đứng sau hắn càng sâu không lường được, nhưng không rõ rốt cuộc là ai. Một ông lão đột nhiên hỏi, chúng ta cũng không điều tra ra à? Tần Thiên Hộ Pháp gật đầu, không có chút thông tin gì cả. Ông lão khẽ nhíu mày, có phải bên phía thần quốc không? Thần quốc? Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Dù đã lâu rồi thế lực này không xuất hiện, nhưng chỉ cần là người của Liên Minh Trật Tự đều sẽ không quên đi nó. Đến nay, thi thể của tinh chủ Cổ Đạp Thiên Kiệt xuất nhất Liên Minh Trật Tự vẫn còn treo trên táng thần nguyên kia. Lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, không phải người bên đó. Mọi người nhìn về phía tinh chủ, ông ta nhìn ông lão gầy gò đang nhắm mắt ở bên dưới, trong điện chỉ có lão là đang ngồi. Khô Đại Sư, người này chính là quân sư của Liên Minh Trật Tự, là một trong hai tồn tại đặc biệt ở Liên Minh Trật Tự ngoài tinh chủ. Thấy tinh chủ nhìn sang, Khô Đại Sư mở mắt ra, nhẹ giọng nói, không chỉ Liên Minh Trật Tự ta, yêu tộc, đường tộc và một vài lão yêu quái cũng muốn có bảo vật đó. Nhưng tất cả mọi người đều biết ai động vào Diệp Huyên, kẻ đó sẽ gặp xui xẻo trước. Vì bảo vật ở trong tay Diệp Huyên, suy cho cùng uy lực của nó cũng có hạn, mà Diệp Huyên cũng không thay đổi được gì. Nhưng nếu nó rơi vào tay những thế lực lớn chúng ta thì tác dụng lại hoàn toàn khác. Cho nên, nếu Liên Minh Trật Tự ta muốn có được bảo vật kia thì đối tượng đầu tiên chúng ta phải giải quyết không phải là Diệp Huyên, mà là đường tộc và yêu tộc, đương nhiên cả nam phái võ sư cũng không thể coi thường. Cũng giống vậy, bọn họ muốn có được bảo vật kia cũng sẽ giải quyết chúng ta trước. Tinh chủ gật đầu, tiếp tục đi. Khô Đại Sư đứng lên, chính vì mấy người chúng ta có nỗi lo ngại này nên mới để Diệp Huyên chạy nhảy được đến bây giờ.
Mà khoảng thời gian này, Lão Phu có nghiên cứu về hắn, đi từ một thế giới nhỏ đến bây giờ, không chỉ có mỗi thiên phú và thực lực, còn có cả chỉ số thông minh và thế lực chống lưng nữa. Phía sau hắn là một người, hay một thế lực, hay cái gì khác, chúng ta không có thông tin gì về chuyện này cả. Lúc này, Tần Thiên Hộ Pháp cách đó không xa đột nhiên nói, vậy theo Khô Đại Sư, liên minh trật tự ta nên làm thế nào? Khô Đại Sư cười, hôm nay chúng ta có hai sự lựa chọn, thứ nhất, học theo đường tộc, yên lặng quan sát tình hình, ai ra tay, chúng ta sẽ đánh người đó, thứ hai, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, sử dụng tất cả lực lượng giết chết Diệp Huyên, một kích chí mạng. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ bị đường tộc và yêu tộc ngăn cản. Chương 1635, chiếm lấy thần võ thành. Một ông lão hỏi, bọn họ dám khai chiến với chúng ta sao? Khô Đại Sư nhẹ giọng nói, chắc chắn là dám. Vì một khi bảo vật rơi vào tay liên minh trật tự ta, e rằng sau này bọn họ chỉ có thể cúi đầu phục tùng thôi. Cũng giống như chúng ta, nếu bọn họ ra tay cướp đoạt, chúng ta cũng sẽ bất chấp tất cả ngăn cản. Lúc này, Tần Thiên Hộ Pháp chen miệng vào, còn có sự lựa chọn thứ ba. Sự lựa chọn thứ ba. Mọi người nhìn Tần Thiên Hộ Pháp, ông ta nhẹ nhàng nói, người này có một khuyết điểm chí mạng, đó là muội muội của hắn. Nếu chúng ta có thể khống chế muội muội của hắn, người này sẽ trở thành một thanh kiếm cho liên minh trật tự ta, bảo hắn chém ở đâu, hắn chỉ có thể chém ở đó. Khô Đại Sư cười, vậy cũng phải, nhưng muốn khống chế muội muội của hắn thì phải ra tay với võ viện. Tuy bọn họ đã không còn phân thân của tiên tổ, nhưng nếu bọn họ liều mạng, liên minh trật tự chúng ta cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Tần Thiên cười, nếu muốn có được bảo vật mà không hy sinh cái gì, thì hoàn toàn không thể nào, đúng không? Khô Đại Sư lắc đầu cười, Tần Thiên Hộ Pháp, ngươi quên một điều, sao ngươi biết lúc chúng ta tấn công thần võ thành, đường tộc và yêu tộc sẽ không ra tay? Hoặc là làm ngư ông đắc lợi đây? Tần Thiên đáp, cái này phải xem quyết tâm của liên minh trật tự ta. Không đánh thì thôi, một khi đánh thì nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Nói xong, ông ta nhìn mọi người xung quanh, Diệp Huyên này rất giỏi ẩn nấp, trừ khi tinh chủ tự mình ra tay, nếu không chúng ta hoàn toàn không chắc có thể tìm thấy hắn, dù tìm thấy cũng không chắc có thể giết chết hắn, đặc biệt là dưới tình huống có đám người đường tộc âm thầm ngăn cản. Mà nếu chúng ta khống chế muội muội của hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn tự dâng đến cửa. Khô Đại Sư lắc đầu, Tần Thiên Hộ Pháp nói không sai. Nhưng có một vấn đề là nếu hành động này của chúng ta ép Diệp Huyên đầu quân cho đường tộc hoặc yêu tộc thì sao? Tần Thiên nói, hắn sẽ không một vì đối với hắn, muội muội còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn nữa. Còn một điều là, hôm nay thần võ thành không còn lá bài tẩy cuối cùng nữa, liên minh trật tự ta nhân cơ hội chiếm lấy nó luôn. Nếu chiếm được thần võ thành, chắc ta cũng không cần nói đến lợi ích bên trong nhỉ. Chiếm lấy thần võ thành. Mọi người trong điện hơi động lòng. Kiếm tông và võ viện trong thần võ thành truyền thừa nhiều năm như vậy, chắc chắn có không ít bảo vật, quan trọng hơn chính là thần võ thành còn có thần mạch. Thần mạch, đây là thứ khiến mọi người động lòng nhất. Lúc này, tinh chủ vẫn luôn không nói gì kia đột nhiên nhìn về phía Tần Thiên, có lòng tin chiếm được thần võ thành không? Tần Thiên gật đầu, có, nhưng cần sự giúp đỡ. Tinh chủ hỏi, 20 người chấp pháp. Hai chứng đạo cảnh, 30 đạo cảnh, đã đủ chưa? Chương 1636, địa mạch chi lực. Tần Thiên gật đầu, rồi. Trận thế này đã hoàn toàn áp đảo kiếm tông và võ viện của thần võ thành rồi. Tinh chủ gật đầu, chuyện này giao cho ngươi làm, những người còn lại do Khô Đại Sư chỉ huy theo dõi đường tộc và yêu tộc, ngăn bọn họ tiếp viện cho thần võ thành. Nói xong, ông ta đứng dậy rồi biến mất. Trong điện, Khô Đại Sư nhìn Tần Thiên, cẩn thận Diệp Huyên này, đừng đánh giá thấp hắn. Tần Thiên gật đầu, bên phía đường tộc và yêu tộc thì làm phiền lão Khô nhé. Khô Đại Sư gật đầu, dẫn mọi người rời đi. Tần Thiên cũng đi luôn. Hải vực Di Thiên. Diệp Huyên ngự kiếm đi một lúc lâu thì tới một hòn đảo rất lớn, là hòn đảo lớn nhất hắn thấy ở hải vực Di Thiên này. Diệp Huyên đứng trên đất. Đạo tắc đại địa chợt ngưng tụ ở giữa chân mày của hắn. Diệp Huyên hỏi, A Việt cô nương, bây giờ nên làm sao đây? A Việt ở trong tháp giới ngục nói, sử dụng đạo tắc đại địa cảm nhận đại địa chi lực xung quanh, sau đó sử dụng đại địa chi lực cảm nhận địa mạch chi lực ở chỗ sâu,
cuối cùng là hấp thụ những địa mạch chi lực kia, làm xong thì nó sẽ tỉnh. Nghe vậy, Diệp Huyên vội làm theo, chẳng mấy chốc, dưới sự giúp đỡ của đạo tắc đại địa, hắn cảm nhận được đại địa chi lực xung quanh. Đại địa chi lực vô cùng vô tận. Hắn vội vàng theo đại địa chi lực cảm nhận địa mạch chi lực mà A Việt nói, một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên trầm giọng bảo, A Việt cô nương, ta không cảm nhận được. A Việt đáp, vậy ngươi khóc đi. Diệp Huyên. A Việt khinh bỉ, ngươi tưởng là đơn giản thế à? Có lòng một chút đi. Địa mạch chi lực ẩn náu ở chỗ sâu, nếu ngươi không có lòng thì sao cảm nhận được nó đây? Diệp Huyên gật đầu, hắn tập trung tinh thần, một lát sau, hắn lại bắt đầu từ từ cảm nhận địa mạch chi lực một lần nữa, mà một lúc lâu sau đó, hắn vẫn không cảm nhận được gì. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó thẳng thừng sử dụng long hồn, sau khi sử dụng nó, tinh thần lực và thần hồn của hắn lập tức mạnh hơn gấp mấy lần. Cứ thế kéo dài đến nửa canh giờ sau, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, vì hắn cảm nhận được chút năng lượng như có như không, năng lượng này rất giống với đại địa chi lực, nhưng còn tinh thuần hơn đại địa chi lực. Địa mạch chi lực, chương 1637, nó sắp tỉnh rồi. Diệp Huyên biết đây chắc chắn là địa mạch chi lực. Hắn tiếp tục tìm kiếm cảm nhận, chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ngày càng có nhiều địa mạch chi lực, những lực lượng này ẩn náu rất sâu, rất khó phát hiện. Lúc này, A Việt chợt lên tiếng, sử dụng đạo tắc đại địa, hấp thu chúng. Nghe vậy, Diệp Huyên vội làm theo. Chẳng mấy chốc, những địa mạch chi lực kia bắt đầu tập trung về phía hắn dưới sự hấp dẫn của đạo tắc đại địa. Sau khi đạo tắc đại địa giữa chân mày hắn hấp thu những lực lượng này, màu sắc của nó ngày càng đậm hơn. Khoảng nửa canh giờ sau, đạo tắc đại địa ở giữa chân mày Diệp Huyên đột nhiên không ngừng rung lên, phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, một lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, xông thẳng vào mây xanh. Lúc này, hắn thật sự cảm thấy mình chính là chủ của đất, cảm thấy mình có thể lật trời. Sức mạnh. Lúc này đây, Diệp Huyên cảm giác được trong cơ thể mình đang tràn trề sức mạnh vô vùng vô tận. Loại sức mạnh này khiến hắn có cảm giác bản thân là thiên hạ vô địch. Mà đúng lúc này, đạo tắc đại địa giữa lông mày hắn đột nhiên rung lên kịch liệt. Diệp Huyên biến sắc, xảy ra chuyện gì? A Việt nói, nó sắp tỉnh rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, nó tỉnh rồi thì có đánh ta không? A Việt đáp, không biết. Diệp Huyên. A Việt lại nói, nếu nó đánh ngươi thì dùng tháp trấn áp nó đi, hiện tại nó đang ở trong tháp, nó không đánh lại tháp đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng hơi thả lòng trong lòng, vậy thì cũng được. Nếu không, đạo tắc nào mà cũng giống như A Việt này thì có còn muốn để người ta sống không hả? Lúc này, địa mạch chi lực cùng đại địa chi lực ở xung quanh đột nhiên biến mất. Mà đạo tắc đại địa kia cũng dần bình tĩnh lại. Diệp Huyên nhìn đạo tắc đại địa, không nói gì. Bỗng nhiên, đạo tắc đại địa xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên. A Việt đột nhiên cả giận nói, còn đứng ngơ ra đó làm gì? Đuổi theo mau. Chương 1638. Giới hạn gì? Nghe thế, Diệp Huyên vội vã đuổi theo, nhưng hắn phát hiện, đạo tắc đại địa này chạy nhanh thật. Lúc này, A Việt nói, thôi thúc cái tháp rách này đi. Để nó hỗ trợ ngươi. Diệp Huyên vội vàng thôi thúc tháp giới ngục. Lần này tháp giới ngục không từ chối nữa mà lập tức xuất hiện giữa lông mày hắn. Một khắc sau, một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên lóe lên ở xung quanh. Chẳng mấy chốc, đạo tắc đại địa đang chạy trốn ở xa xa kia bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ. Một khắc sau, nó đột ngột biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì tháp giới ngục đã bay đến đâm thẳng vào đạo tắc đại địa. Đạo tắc đại địa bị hút bay ra ngoài, mà tháp giới ngục kia lại tiếp tục lao về phía nó. Diệp Huyên. Một lát sau, đạo tắc đại địa đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên, dính sát vào Diệp Huyên như đang cầu xin giúp đỡ. Tháp giới ngục còn đang định đánh tới tiếp thì Diệp Huyên vội vàng nói, dừng lại đã, nó biết sai rồi. Không cho đánh nó nữa. Tháp giới ngục dừng lại, nó lắc qua lắc lại một lát rồi trở về trong cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn đạo tắc đại địa trước mặt, sao lại chạy? Im lặng một chốc, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, sợ. Giọng nói có chút non nớt, khá giống một đứa trẻ. Biết nói. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó hỏi lại, sợ gì?
Giọng nói kia lại vang lên, sợ nó. Diệp Huyên lắc đầu, không cần hỏi cũng biết là sợ tháp giới ngục. Quá khứ của cái tháp nhỏ này chắc chắn không phải là một kẻ hiền lành gì. Sau này phải đề phòng nó hơn mới được. Diệp Huyên hồi thần lại, sau đó cười nói, đừng sợ, người đi theo ta là được, được không? Đạo Tắc Đại Địa im lặng một hồi lâu rồi nói, được. Nói xong, nó lập tức chui vào giữa hàng mày Diệp Huyên rồi trốn vào trong thức hải chứ không quay về tháp giới ngục nữa. Mà cái tháp nhỏ kia cũng không quan tâm Đạo Tắc Đại Địa này, chỉ cần nó không chạy mất là được. Lúc này A Việt bỗng nói, hiện tại nó đã có thể hòa thần hồn cùng với ngươi, nói cách khác, ngươi có thể mượn toàn bộ sức mạnh của nó, tất nhiên, trong lòng ngươi phải tự biết giới hạn. Diệp Huyên khó hiểu đầy mặt, giới hạn gì? A Việt nói, bây giờ ngươi kém như vậy, ngươi không thể chịu đựng được đại địa chi lực và địa mạch chi lực, chứ đừng nói gì đến địa linh chi lực, lúc sử dụng nó phải biết khắc chế, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Chương 1639, chính là đường thanh hắn thả chạy khi trước. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi, nói xong, hắn tỉ mỉ cảm nhận Đạo Tắc Đại Địa ở trong thần thức. Không thể không nói. Sức mạnh kia thật sự quá hấp dẫn. Nhưng đây cũng không phải là sức mạnh thuộc về riêng hắn. Bởi vì không có Đạo Tắc Đại Địa, hắn sẽ không có những sức mạnh này. Nói cho đúng thì đây cũng chỉ là vật ngoài. Mà bây giờ, hắn không thể từ bỏ những vật ngoài này, cho dù là liên minh trật tự hay đường tộc cũng đều mạnh hơn hắn quá nhiều quá nhiều. Trong tình huống này, nếu hắn còn không dùng vật ngoài thì thật sự chỉ có nước chờ chết thôi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên hỏi, A Việt cô nương, cô là đạo tắc gì vậy? Hắn cũng rất tò mò về A Việt này. A Việt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà nhắm vào ta, cũng đừng có mơ tới luôn, nếu không thì ta cắt cổ đấy. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, tính tình của cô gái này không cáu kỉnh dạng vừa đâu, chẳng kém gì so với đại thần tầng 2 lúc trước. Đại thần tầng 2. Hắn chợt phát hiện mình có hơi nhớ đại thần tầng 2 kia. Chẳng biết bây giờ nàng ta đi đâu rồi. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu, đang định rời đi thì vào lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên rung lên, mau trở về thần võ thành. Lệnh muội gặp nguy. Lệnh muội gặp nguy. Nghe được câu này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, một khắc sau, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Người truyền lời hắn rất thân quen. Chính là đường thanh hắn thả chạy khi trước. Quân Anh Điện, đường tộc. Trong điện, tất cả cường giả đường tộc đều có mặt. Dẫn đầu là đường Diêm. Phía dưới, đường thanh nói, đã xác nhận được tin tức, liên minh trật tự kia sẽ ra tay với thần võ thành. Đường Ách cười nói, thấy chưa, chúng ta không động vào thần võ thành thì liên minh trật tự cũng động. Nói xong, gã nhìn về phía đường thanh, đại tỷ có đối sách gì không? Đường Thanh trầm giọng nói, không thể để cho liên minh trật tự diệt thần võ thành được. Phía trên, Đường Diêm nói, lý do. Đường Thanh trầm giọng nói, hành động này của liên minh trật tự tất nhiên là nhằm đến muội muội Diệp Liên của Diệp Huyên, một khi bọn họ khống chế được Diệp Liên thì sẽ khống chế được Diệp Huyên. Trong tình huống đó, Diệp Huyên sẽ trở thành kiếm của bọn họ, khi ấy, bọn họ không chỉ nắm giữ bảo vật ngũ duy kia, mà còn thêm được một sát thủ là kiếm tu siêu cấp. Thực lực của Diệp Huyên này mọi người cũng biết rồi đấy, nếu ám sát, ngay cả cường giả chi đạo cảnh cũng không ngăn nổi, thậm chí cường giả chứng đạo cảnh cũng phải bó tay. Nói xong, ả ta ngẩng đầu nhìn Đường Diêm, ta kiến nghị, chúng ta lập tức phái người đi ngăn cản. Đường Diêm nhìn sang Đường Ách và Đường Phong ở phía dưới, có gì muốn nói không? Đường Phong hơi trầm ngâm rồi đáp, liên minh trật tự chắc chắn đã có đề phòng với đường tộc chúng ta và cả yêu tộc. Nếu chúng ta ra tay thì có nghĩa là trực tiếp trở mặt. Đường Ách cười nói, trở mặt là chuyện sớm hay muộn thôi, mà nếu trước sau gì cũng phải trở mặt thì chẳng bằng chúng ta ra tay trước. Nhưng ta lại không đồng ý việc đi giúp đỡ. Mọi người đều nhìn về phía Đường Ách. Đường Ách nói, thứ nhất, thần võ thành không yếu như trong tưởng tượng của chúng ta, mọi người đừng quên sự đáng sợ của họ khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, có gốc gác như vậy. Bọn họ chắc chắn còn có một vài lá bài tẩy mà chúng ta không biết. Như đường tộc chúng ta thôi, nếu không đến lúc gặp phải nguy hiểm chân chính như diệt tộc thì có ai biết được lá bài tẩy của đường tộc chúng ta. Thứ hai, chúng ta đều nghĩ rằng võ viện và kiếm tông chỉ có một phần phân thân tiên tổ, nhưng lỡ như bọn họ có hai phần thì sao đây?
Cường giả bậc này, cho dù chỉ là phân thân thì cũng e là cường giả chứng đạo cảnh cũng không chống lại được. Thứ ba, tại sao chúng ta phải bảo vệ muội muội của Diệp Huyên? Diệp Huyên hắn chẳng lẽ không tự bảo vệ được sao? Mà nếu hắn muốn bảo vệ thì chắc chắn sẽ tận lực cùng thần võ thành, lúc ấy, chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát là được, nhìn xem Diệp Huyên kia rốt cuộc có lá bài tẩy gì, cũng nhìn được xem thần võ thành kia còn lá bài tẩy gì. Chương 1640, con sẽ cố gắng hơn nữa. Đường Phong gật đầu, để bọn họ lãng phí sức lực của nhau, cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, chúng ta lại ra tay. Đường Ách nhìn sang Đường Thanh, cười nói, đại tỷ cảm thấy thế nào, Đường Thanh gật đầu, hai vị nói đều có lý, để tộc trưởng quyết định đi. Đường Ách khẽ mỉm cười, không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn Đường Diêm. Đường Diêm ở phía trên nói, tạm thời không ra tay, yên lặng xem tình hình. Vừa dứt lời, thân thể ông ta đã biến mất chẳng còn thấy đâu. Cường giả Đường tộc ở xung quanh cũng thay nhau rút lui. Ngoài điện, Đường Thanh nhìn phía chân trời xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Chấm chấm chấm. Thần Võ Thành. Từ sau chuyện lần trước, bây giờ Thần Võ Thành đã canh phòng nghiêm ngặt, không chỉ thế, tất cả cường giả bên ngoài cũng đã trở về Võ Viện và Kiếm Tông hết. Võ Viện. Trong một sân tập võ, một cô bé đang đại chiến với một ông lão. Tốc độ của cô bé rất nhanh, như ma quỷ vậy, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn, chiêu nào chiếu nấy đều nhắm thẳng vào chỗ yếu của ông lão. Nhưng tất cả đều bị ông lão ung dung hóa giải. Cô bé này chính là Diệp Liên, mà ông lão kia chính là viện trưởng tiền nhiệm của Võ Viện, Võ Vấn. Một lát sau, hai người ngừng lại. Võ Vấn nhìn Diệp Liên trước mặt, nói tốc độ vẫn chưa đủ nhanh, ý thức chiến đấu cũng còn kém, nhưng so ra thì đã có tiến bộ hơn trước nhiều rồi. Diệp Liên thi lễ, Võ gia gia, con sẽ cố gắng hơn nữa. Võ Vấn khẽ mỉm cười, không thể không nói. Ông ta thật sự thích tiểu nha đầu trước mặt này. Có lẽ khi ở Thanh Thành đã trải qua rất nhiều khổ cực, nên trên người Diệp Liên chẳng có chút khí chất đỏng đảnh của con nhà giàu, hơn nữa còn vô cùng hiểu chuyện. Võ Vấn cười nói, cũng đừng vội quá, ở phương diện chiến đấu này không thể vội vàng được, cứ từ từ thôi. Diệp Liên gật gật đầu, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, trên bầu trời Võ Viện đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền nhức tai, ngay sau đó. Không gian bỗng bị xé ra một lỗ lớn, chẳng mấy chốc, 30 người như ma quỷ đột nhiên vọt ra từ trong đấy, mà lúc chúng hoàn toàn xuất hiện thì đã ở phía trên Võ Vấn và Diệp Liên. Sắc mặt Võ Vấn bỗng thay đổi hoàn toàn, là người chấp pháp. Tế trận. Chương 1641. Hai cao thủ chứng đạo cảnh. Vừa dứt lời, ông ta lập tức kéo Diệp Liên ra sau lưng, tay phải vội vung lên. Một lá chắn màu vàng khổng lồ xuất hiện va vào đám người áo đen kia. Mà đúng lúc này, theo từng tia hàn quang lóe lên, lá chắn vàng khổng lồ lập tức nứt thành vô số mảnh vỡ. Một khắc sau, mấy chục tia hàn quang chém thẳng về phía Võ Vấn. Trong mắt Võ Vấn đột nhiên co lại, hai tay ông ta vội chập lại, sau đó ấn về phía trước thiên linh thủ. Một bàn tay khổng lồ xông ra từ không gian trước mặt ông ta. Sau đó đánh tới phía đám người mặc áo đen kia. Nhưng bàn tay khổng lồ kia còn chưa đến gần bọn chúng là đã bị chém nát bươm. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên từ phía chân trời xa xôi. Một khắc sau, một ông lão đã xuất hiện trước mặt Võ Vấn. Ngay sau đó, một tia kiếm quang bắn ra, đám người áo đen kia lập tức bị đẩy lùi mười mấy trượng. Người đến chính là kiếm thánh siêu phàm của Kiếm Tông, Việt Vô Trần. Ngoài ra vô số kiếm tu của Kiếm Tông cũng vội rời khỏi tông đến Võ Viện. Có đến 12 kiếm tu cấp bậc đạo cảnh, trong đó còn có 2 vị kiếm tu chứng đạo cảnh nữa. Mà tất cả cường giả của Võ Viện cũng lũ lượt chạy đến chắn trước mặt Võ Vấn và Diệp Liên, An Lan Tú và Mạc Tà cũng xuất hiện theo mấy người này. Trên không, Tần Thiên lìa mắt xuống nhìn đám người phía dưới, trong mắt chẳng chứa chút cảm xúc nào, giết. Không hề phí lời. Giết. Ngay sau khi Tần Thiên vừa dứt lời thì 30 người chấp pháp lập tức xông về phía đám người Võ Vấn cách đó không xa, những người này cứ như ma quỷ, tốc độ vô cùng nhanh. Ngoài ra, những cao thủ kia của Kiếm Tông cũng vội chạy đến Võ Viện, ngoài Việt Vô Trần thì những người còn lại đều bị ngăn chặn. Mà Việt Vô Trần vốn đang muốn ra tay thì lại có hai luồng hơi thở mạnh mẽ trực tiếp bao phủ cả người lão. Hai cao thủ chứng đạo cảnh. Việt Vô Trần không dám lơ là.
trầm giọng nói, Võ Vấn Huynh, cẩn thận. Nói xong, lão lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bay nhanh về phía hai người kia. Hai cao thủ chứng đạo cảnh cũng không dám khinh thường. Vị trước mặt này cũng chính là kiếm thánh siêu phàm. Rất nhanh sau đó, bên trên võ viện, ba người tạo ra một trận đấu lớn, vô cùng khốc liệt. Mà hiện tại, những cao thủ đạo cảnh của võ viện cũng xông về phía những người chấp pháp kia, thế nhưng trong chớp mắt, họ đã bị áp chế. Chương 1642. Người ra tay chính là An Lan Tú. Thực lực cách biệt quá lớn. Lúc này, một bóng dáng bất chợt xông về phía Võ Vấn và Diệp Liên, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Võ Vấn. Vẻ mặt Võ Vấn dữ tợn, tay phải ông ta nắm chặt thành quyền, đánh mạnh về phía trước. Quyền này vừa được đánh ra thì một luồng năng lượng mạnh mẽ giống như núi lửa bùng nổ thổi bay ra từ trên nắm đấm của ông ta, thanh thế kinh người. Mà lúc này, bóng đen kia ở trước mặt Võ Vấn đột nhiên cũng ra quyền. Một quyền vô cùng đơn giản. Thế nhưng quyền này đánh ra thì năng lượng từ nắm đấm của Võ Vấn lập tức biến mất không thấy tăm hơi, ngay sau đó, ông trực tiếp lùi mạnh về sau. Bóng dáng kia vẫn chưa đuổi theo Võ Vấn, mà xông về phía Diệp Liên cách đó không xa. Nhìn thấy bóng dáng đó xông đến, vẻ mặt Diệp Liên vô cảm, không chút e sợ. Ngay khi bóng dáng đó tiến đến gần Diệp Liên thì một thanh trường thương đột nhiên phóng thẳng lên trời từ bên sườn kẻ đó, trường thương như điện, mang theo âm thanh bén nhọn chói tai. Bóng người không thể không dừng lại, bởi nếu kẻ đó không dừng lại, cho dù có bắt được Diệp Liên, cây thương này cũng sẽ xuyên thẳng qua đầu kẻ đó. Một cây thương này cũng đủ để đe dọa đối phương. Bóng người đột ngột dừng lại, tay phải hắn vươn sang bên phải trực tiếp nắm lấy thanh trường thương trong lòng bàn tay. Bóng người mạnh mẽ chặn lại thanh trường thương kia. Mà sức mạnh của thanh trường thương này lập tức bị chấn vỡ, bao trùm lấy bóng người, bóng đen tan đi, đó là một người đàn ông trung niên tóc dài ngang vai. Ngay lúc này, một cái bóng trắng lướt ngang trong sân, bàn chân đạp trực tiếp trên thanh trường thương. Người đàn ông trung niên tóc dài trong nháy mắt đã lùi mạnh ra sau đến 10 trượng. Người ra tay chính là An Lan Tú. An Lan Tú che chắn ở trước mặt Diệp Liên, nàng bình tĩnh nhìn người đàn ông tóc dài thì hắn ta đột nhiên biến mất. An Lan Tú nhíu mày, bỗng chốc hai tay nàng đánh mạnh về phía trước. Trong thoáng chốc An Lan Tú lập tức đã xuất hiện cách đó cả trăm trượng, nhưng ngay lập tức nàng lại đột nhiên biến mất tức khắc. Chương 1643, người đàn ông tóc dài chợt biến mất. Trước mặt Diệp Liên, một tiếng nổ vang dội vang lên. Người đàn ông trung niên tóc dài xông về phía Diệp Liên kia bị một luồng sức mạnh cực lớn bước lui. An Lan Tú lại lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Liên. Phía đối diện, người đàn ông tóc dài lạnh lùng nhìn An Lan Tú. Hắn ta biết, nếu mình muốn bắt Diệp Liên thì buộc phải vượt qua ải An Lan Tú này trước. Nghĩ như vậy, tay phải hắn ta dần siết chặt, một giây sau, chân phải hắn dẫm mạnh xuống. Mặt đất lập tức vỡ nát, trong chớp mắt. Một bóng người bỗng chốc xuất hiện trước mặt An Lan Tú. Đúng vào lúc bóng người này xuất hiện trước mặt thì xung quanh nàng cũng xuất hiện những bóng người kỳ dị. Mỗi một bóng người đều chân thực đến vậy. An Lan Tú mở lòng bàn tay, một thanh trường thương rực lửa chợt xuất hiện trong tay nàng, sau đó nàng cầm thương quét ngang một đường. Vù! Thương như rồng lửa, một ngọn lửa bùng lên, càn quét mọi thứ. Những bóng người xung quanh lập tức tan thành mây khói, cũng lúc đó một bóng người lập tức lùi ra xa đến trăm trượng. Chính là người đàn ông tóc dài. Người đàn ông bị đánh lùi về sau, tiếp đó, hắn ta đột ngột vung tay phải ra rồi nhẹ nhàng đè xuống. Nơi lòng bàn tay áp xuống. Không gian như mặt nước bỗng nhiên có hòn đá rơi xuống, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Ở phía xa, sắc mặt An Lan Tú liền thay đổi hẳn. Tay phải cầm thương đâm mạnh về phía trước. Trường thương vừa đâm là đã xé rách mọi thứ. Sau đó, toàn thân An Lan Tú mang theo thương lập tức bay ra ngoài, xa đến cả trăm trượng, nàng vừa dừng lại thì khóe miệng đã vương chút máu. Người đàn ông tóc dài chợt biến mất. An Lan Tú nheo hai mắt, nàng thả thanh trường thương trong tay, tay phải siết chặt thành quyền sau đó bước về phía trước một bước. Cùng lúc đó tay phải hướng về phía trước một tiếng, giới hạn. Đánh quyền. Chương 1644.
Đường Thất. Không gian trước mặt nàng vỡ nát tức khắc, mặt đất xung quanh hóa thành bột mịn ngay tức thì. Mà người đàn ông tóc dài ương ngạnh ở trước mặt An Lan Tú bị ép phải ngừng lại, hắn ta bình tĩnh nhìn An Lan Tú ở trước mắt, Giang Sơn đời đời xuất hiện người tài. Vẻ mặt An Lan Tú vô cảm, nàng cứ đứng như vậy trước mặt Diệp Liên. Sau lưng nàng, sắc mặt Diệp Liên cũng bình tĩnh, tay phải cô bé siết chặt, một luồng sức lực lẳng lặng ngưng tụ bên trong. Lúc này, bên trong võ viện, một loạt âm thanh thảm thiết liên tục vang lên. Thê thảm. Cho dù là kiếm tông và võ viện liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của liên minh trật tự. Nếu không phải võ viện có đủ các loại đại trận thì toàn bộ cao thủ đạo cảnh của võ viện cũng hoàn toàn ngã quỵ rồi. Trên không trung, Tần Thiên vẫn chưa ra tay, ông ta đang đợi. Đợi Diệp Huyên. Sở trường của Diệp Huyên là thuật ám sát. Nếu Diệp Huyên xuất hiện vậy có nghĩa là liên minh trật tự có người buộc phải chết, mà sau khi giết người, Diệp Huyên sẽ lập tức ẩn nấp. Mà việc ông ta cần làm chính là đợi Diệp Huyên xuất hiện, một khi hắn xuất hiện thì ông ta nhất định phải giữ chân Diệp Huyên. Ngoài liên minh trật tự thì ở bên ngoài thần võ thành còn có một nhóm cao thủ khác. Là đường tộc. Vào lúc liên minh trật tự tấn công võ viện thì bọn họ đã vội chạy đến, ngoại trừ đường Thanh, còn có cả đường Ách và đường Phong cũng đến. Sau lưng ba người, ước chừng có khoảng 30 kỵ sĩ của đường tộc, toàn bộ đều là cao thủ đạo cảnh. Đường Phong ở bên cạnh đường Thanh nhẹ giọng nói, nhớ lại năm đó, Chu Á Phu của võ viện còn sống thì võ viện mới uy phong làm sao? Một người đã có thể áp chế đường tộc ta và liên minh trật tự đến mức không thể thở nổi. Mà hôm nay, nói xong, gã ta khẽ lắc đầu, không nói tiếp nữa. Đường Ách cười nói, năm đó thái cổ tộc lớn mạnh như vậy, không phải cũng đã biến mất như vậy sao? Đều nói mệnh ta không do trời. Thực ra đều là nói sướng mỏ mà thôi, đứng trước vận mệnh, có ai không phải là người phàm mắt thịt. Đường Phong khẽ cười, nhị ca, đệ luôn có một trực giác, trong thế hệ trẻ đường tộc ta ngoại trừ Thất ca thì thực lực của huynh có lẽ là mạnh nhất. Đường Thất, nghe vậy, đường Thanh khẽ nhíu mày. Về người này, không ai trong đường tộc là không biết. Người này được mệnh danh là thiên tài yêu nghiệt nhất của đường tộc đứng sau Mục Nam Chi. Thế nhưng hắn ta lại không hề có hứng thú với vị trí thế tử, từ nhỏ đã rời khỏi đường tộc đi du ngoạn, ngay cả tộc trưởng cũng không cách nào ra lệnh cho hắn ta. Chương 1645, ta là người của võ viện. Điều đáng để nói đến chính là, đường Thất công tử này đứng thứ hai trong bảng đạo. Đường Ách cười nhẹ, lão Thất à. Ngay lúc này, bên dưới đột nhiên vang lên âm thanh cực lớn, ba người gạt bỏ suy nghĩ nhìn xuống bên dưới. Trong thành bên dưới, các đại trận của võ viện đều biến mất, mà cao thủ của võ viện cũng liên tiếp từng người ngã xuống, kể cả kiếm tông cũng như vậy. Bên trong võ viện, An Lan Tú nhìn bên phải, sắc mặt trầm xuống. Tình hình hiện tại của võ viện rất không ổn, hoặc nên nói là thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, võ vấn đang chiến đấu ở nơi xa đột nhiên truyền âm huyền khí đến, Tiểu An, đưa Diệp Liên đi. Đưa Diệp Liên đi. Không chỉ An Lan Tú nghe thấy lời này mà cả Mạc Tà và Liên Vạn Lý cách đó không xa cũng nghe được câu này. Rõ ràng võ vẫn muốn bảo vệ những thiên tài này của võ viện, đồng thời, ông ta cũng cảm thấy không còn hy vọng. Đi! An Lan Tú nhìn Diệp Liên, đi không? Diệp Liên nhìn thẳng An Lan Tú, không, ta là người của võ viện. An Lan Tú khẽ cười, được. Nói xong, nàng nhìn Mạc Tà và Liên Vạn Lý cách đó không xa. Mạc Tà hơi do dự, sau đó hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía gần đó, hai mắt từ từ nhắm lại, ngay sau đó, một luồng sức lực lớn mạnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn ta bộc phát ra bên ngoài. Trên không trung, Tần Thiên nhìn Mạc Tà, cơ thể Mạc Tà bắt đầu run rẩy kịch liệt, cùng lúc đó, trên người hắn tỏa ra hồng mang kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh này, Tề Thiên khẽ nheo mắt, lúc này, Mạc Tà bên dưới bỗng chốc phóng thẳng lên trời. Trong chớp mắt đã trực tiếp đâm thẳng vào một người chấp pháp của liên minh trật tự. Người chấp pháp đó phản ứng cũng rất nhanh, lập tức run lên hóa thành một bóng đen xông thẳng về phía Mạc Tà. Trong giây lát vô cùng yên lặng. Trong tầm mắt của tất cả mọi người, người chấp pháp kia bay thẳng ra ngoài, hắn ta vừa dừng lại thì cơ thể lập tức nổ tung, máu tươi khắp nơi. Mạc Tà đứng tại chỗ, tay phải hắn ta được một ngọn lửa đỏ rực bao phủ. Mà bên trong cơ thể lại có từng luồng khí thế mãnh liệt liên tục tuôn trào.
Chương 1646. Rồng xanh rít gào. Thấy vậy, ánh mắt Tề Thiên lập tức trở nên lạnh lẽo. Trong tối, Đường Ách nhìn Mạc Tà, nhẹ giọng nói, người này, huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh. Loại người này đều là thiên tài đỉnh cao trong đất trời này. Phải biết là ngay trong nhà họ Đường hiện tại, người duy nhất đã thức tỉnh huyết mạch, đó chính là Đường Thất Công Tử. Đương nhiên, huyết mạch không phải là tiêu chuẩn duy nhất của cao thủ, nhưng người thức tỉnh huyết mạch thì chắc chắn không hề yếu. Ngay lúc này, ở bên dưới, Liên Vạn Lý nhấc đao phóng thẳng lên trời, mục tiêu của nàng ta cũng là một người chấp pháp. Đao thanh long trong tay nàng ta chợt run rẩy dữ dội, ngay sau đó, nàng ta bổ mạnh về phía người chấp pháp kia. Một đao vừa bổ xuống, một con rồng xanh dài đến hàng nghìn trượng chợt bay vụt ra khỏi đao. Rồng xanh rít gào. Ầm. Người chấp pháp kia trong nháy mắt đã bị rồng xanh nuốt chửng. Trên bầu trời thần võ thành, rồng xanh bay lượn, từng luồng uy lực liên tục giáng xuống. Tần Thiên nhìn chằm chằm rồng lớn dài đến cả hàng nghìn trượng kia, lúc này, hắn ta phát hiện bản thân mình đã đánh giá thấp thiên tài thế hệ trẻ này của võ viện rồi. Lúc này, đột nhiên Liên Vạn Lý nhìn Tần Thiên, đến, nhận một đao của bổn vương. Vừa dứt lời, thân hình nàng ta khẽ run lên xông về phía Tần Thiên, cùng lúc đó rồng xanh trong không trung bỗng chốc hóa thành một luồng sáng nhập vào bên trong đao của Liên Vạn Lý, mà lúc đó, nàng ta đúng lúc xông đến đỉnh đầu Tần Thiên, chém xuống một đao. Đao này vừa rơi xuống, tiếng rồng gầm rung chuyển cả đất trời. Vẻ mặt Tề Thiên vô cảm, trong lòng bàn tay ông ta ngưng tụ một luồng sáng trắng, ngay sau đó người này vung mạnh về phía trước. Ầm. Một luồng sáng trắng phóng thẳng lên trời. Ầm. Luồng sáng trắng tan vỡ, thế nhưng Liên Vạn Lý lập tức bay ngược ra ngoài. Bay ra đến mấy trăm trượng, Liên Vạn Lý vừa dừng lại thì một luồng kiếm quang đột nhiên lóe lên, nó đang xông đến. Sắc mặt Liên Vạn Lý chợt thay đổi, nàng ta buộc phải tránh sang bên cạnh nhưng vẫn không kịp. Vù! Một cánh tay lập tức bay ra. Chương 1647. Máu tươi tuôn chảy. Mà ở vị trí ban đầu của Liên Vạn Lý, một ông già cầm thanh trường kiếm có vỏ đứng đó. Cao thủ chứng đạo cảnh. Hơn nữa còn là một vị kiếm thánh. Ông già không hề dừng tay, kiếm ý của ông ta đánh tới chỗ Liên Vạn Lý, bao trùm đối thủ, mà kiếm trong tay ông ta đột nhiên run mạnh dữ dội, sẵn sàng xuất trận. Bên dưới, sắc mặt An Lan Tú thay đổi hẳn, khi nàng đang định ra tay thì người đàn ông tóc dài trước mặt đột nhiên tiến lên một bước, một áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lấy nàng. Trên không trung, sau khi kiếm ý của ông già kiếm tu bao trùm lấy Liên Vạn Lý, chân phải khẽ dẫm xuống. Thanh kiếm trong tay ông ta đột nhiên bay ra khỏi vỏ, vô cùng nhanh. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý biết bản thân không thể rút lui, lúc này tay trái cầm thanh đao cũng chém mạnh về phía trước. Kiếm đến. Ầm. Đao thanh long run mạnh, tay trái Liên Vạn Lý lập tức đứt rời, máu tươi tuôn chảy. Mà lúc này, lại có một luồng sáng trắng từ giữa trận lướt đến, nhắm thẳng vào giữa hai hàng lông mày Liên Vạn Lý. Giây phút đó, Liên Vạn Lý biết bản thân không ngăn được kiếm này. Nàng ta từ từ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, Diệp Huyên, sau khi bổn vương chết, ngươi có nhớ đến ta không? Kiếm đến. Vù. Máu tươi tuôn chảy. Máu này không phải là máu của Liên Vạn Lý, mà là máu của Diệp Liên. Không biết từ lúc nào mà Diệp Liên đã xuất hiện ở phía trước Liên Vạn Lý. An Lan Tú bị người đàn ông tóc dài bám chân. Còn cô bé Diệp Liên thì không bị ai cầm chân cả, vì vậy ngay khi nhìn thấy Liên Vạn Lý gặp nguy hiểm thì cô bé quyết đoán đến trợ giúp. Lúc này, Diệp Liên nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhưng sức lực cô bé vẫn chưa đủ mạnh, vì vậy tay cô bé bị một kiếm này đâm xuyên qua. Thế nhưng như thế lại cứu được mạng của Liên Vạn Lý. Diệp Liên nhìn chằm chằm ông già kiếm tu trước mặt, ông ta đột nhiên điểm một ngón tay. Một luồng kiếm quang chợt lướt qua. Diệp Liên mặc kệ vết thương trên tay, thân hình khẽ chuyển đột, xông thẳng lên phía trước, sau đó đánh xuống một chưởng. Ầm ầm. Chương 1648. Diệp Huyên chắc chắn sẽ xuất hiện. Một chưởng này vừa đánh xuống thì không gian trước mặt cô bé trong nháy mắt đã chấn động dữ dội, một luồng sức lực mạnh mẽ đánh thẳng vào kiếm quang kia, nhưng luồng kiếm quang đó trực tiếp đánh nát sức mạnh của Diệp Liên, đánh thẳng một đường chém thẳng Diệp Liên. Diệp Liên chắp hai tay lại, khẽ quát một tiếng,
sau đó phóng mạnh về phía trước. Ầm, luồng kiếm quang mạnh mẽ kia bị buộc dừng lại. Mà lúc này, ông già đột nhiên biến mất. Sắc mặt Diệp Liên thay đổi, trường tay chuyển thành nắm đấm, đánh thẳng ra một quyền. Ầm, vù. Ngay sau tiếng nổ vang dội và âm thanh xé rách vang lên, Diệp Liên bay ngược cả ra sau, cuối cùng cơ thể va thật mạnh vào một đại điện, mà cô bé vẫn chưa rơi xuống thì đã bị một thanh kiếm găm thẳng trên vai. Vù. Diệp Liên nhíu mày nhưng không hề bật khóc, cô bé cắn chặt răng, ương ngạnh chống đỡ. Ông già kiếm tu đó liếc nhìn Diệp Liên, thân hình ông ta khẽ chuyển động, xông thẳng về phía cô bé. Ngay lúc này một bóng người chợt xuất hiện trước mặt Diệp Liên. Người này, chính là Võ Vấn. Vẻ mặt Võ Vấn dữ tợn, huyền khí trong cơ thể ông ta bắt đầu chuyển động, tay trái siết chặt, một luồng năng lượng dữ dội đã ngưng tụ trong nắm đấm tức thì, sau đó ông ta liền đánh mạnh về phía trước. Ầm ầm. Không gian lập tức vỡ nứt, sức mạnh dữ dội mạnh mẽ áp chế kiếm tu kia dừng lại. Nhưng một luồng kiếm quang trực tiếp chém về phía Võ Vấn. Hai tay Võ Vấn chắp mạnh vào nhau. Ầm. Tay vừa chắp lại đã giữ chặt lấy thanh kiếm, nhưng sức lực kinh người cũng khiến ông ta chấn động liên tục lùi về sau. Trong không trung, Tần Thiên nhìn xuống bên dưới, ông ta vẫn chưa ra tay. Đợi! Ông ta chưa bao giờ khinh thường Diệp Huyên. Mà ông ta cũng biết, Diệp Huyên chắc chắn sẽ xuất hiện. Đợi! Ông ta cứ đợi Diệp Huyên xuất hiện. Chương 1649. Đây chính là kẻ yếu. Trong đêm tối, cao thủ Đường tộc cũng chờ đợi, bởi vì bọn họ biết Diệp Huyên kia nhất định sẽ đến. Trong lòng Diệp Huyên, không có cái gì có thể quan trọng hơn muội muội. Mà chuyện bọn họ cần làm chính là đợi sau khi Diệp Huyên xuất hiện, dồn ép ra con bài cuối cùng của hắn, sau đó để Diệp Huyên và Thần Võ Thành làm tiêu hao sức lực liên minh trật tự. Đường Phong chợt hỏi, yêu tộc có động tĩnh gì không? Yêu tộc? Đường Thanh lắc đầu, không có tin tức gì. Đường Phong khẽ gật đầu, đợi đi. Phía dưới, bên trong võ viện. Bên trong võ viện lúc này, đại trận chỉ còn lác đác vài cái, cao thủ đạo cảnh đã ngã xuống 7 người, kiếm tu đạo cảnh của kiếm tông cũng đã ngã xuống 8-9 người, có thể nói là tổn thất nặng nề. Trên không trung, ông già kiếm tu kia của liên minh chợt đột nhiên lao về phía Võ Vấn, ngay giây đó, không biết từ lúc nào mà trên người Võ Vấn đã xuất hiện 10 luồng kiếm quang. Đối mặt với một kiếm thánh cấp bậc đạo cảnh, ông ta cũng tốn khá nhiều sức lực. Mà lúc này, vị kiếm thánh siêu phàm duy nhất trong sân, Việt Vô Trần cũng bị hai cao thủ chứng đạo cảnh bám chặt gắt gao, mặc dù Việt Vô Trần chiếm thế thượng phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì lão cũng không thể làm gì được đối phương. Võ Vấn đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này khắp nơi trên mặt đất võ viện, thi thể tràn ngập mọi nơi. Trong đó có cao thủ từ đời trước, nhưng đa phần vẫn là thế hệ trẻ. Nhìn gương mặt những người trẻ tuổi đó, hai tay Võ Vấn siết chặt, lòng đau như cắt. Đây chính là kẻ yếu. Trong thế giới tôn thờ kẻ mạnh thì kẻ yếu chỉ có thể để mặc người ta ức hiếp, để mặc người ta chém giết. Võ Vấn nhìn nhóm người Hách Liên Thiên và Tần Sơn cách đó không xa, lúc này, mấy người Hách Liên Thiên và Tần Sơn cũng đang khó nhọc chống đỡ, mà tình hình hai người họ cũng không tốt, không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Không chỉ cao thủ võ viện chết rất nhiều, mà kiếm tu kiếm tông đến chi viện cũng đã ngã xuống rất nhiều. Không còn hy vọng nữa rồi. Võ Vấn quay người nhìn Diệp Liên bị kiếm găm trên vách tường, vẻ mặt phức tạp, nha đầu, tại sao không đi? Diệp Liên siết chặt hai tay, ca ta nói, người không phụ ta, ta không phụ người. Chương 1650, thiêu đốt linh hồn. Võ Vấn cười nhẹ, người có một ca ca tốt. Nói rồi ông ta quay người nhìn đến đám người trật tự ở gần đó, nhẹ giọng nói, đám người các ngươi phải nhớ, nhớ lấy ngày hôm nay, nhớ lấy ngày hôm nay võ viện ta bị người ta làm nhục thế nào. Thế giới này, không có đúng sai, chỉ có mạnh và yếu. Yếu chính là tội lỗi. Vừa dứt lời, một ngọn lửa chợt bùng lên từ trong cơ thể ông ta. Thiêu đốt linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người của võ viện đều biến sắc. Viện trưởng. Trong trận chiến, trong mắt nhiều cao thủ như muốn nứt toạc, nhưng bọn họ đều bị cao thủ liên minh trật tự kiềm chế, căn bản không thể nào ngăn cản. Sau lưng Võ Vấn, Diệp Liên thoáng chốc đã rơi nước mắt, Võ Gia Gia. Võ Vấn nhẹ giọng nói, nhà đầu, nhớ rõ,
Con người một khi yếu đuối thì sẽ bị ức hiếp, vì vậy ngươi phải trở nên mạnh mẽ. Mà con đường tiếp sau đây, chỉ có thể tự ngươi đi thôi. Vừa dứt lời, ông ta hóa thành một ngọn lửa xông về phía cao thủ liên minh trật tự cách đó không xa. Ở gần đó, ông già kiếm tu kia của liên minh trật tự đột nhiên nói, các ngươi mai rút lui. Vừa dứt lời, những người chấp pháp của liên minh trật tự đồng loạt lui về sau. Ông già kiếm tu nắm chặt kiếm trong tay, thanh kiếm trong tay ông ta run rẩy kịch liệt, rất nhanh, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Ông già cầm kiếm trong tay chém xuống, chém. Kiếm vừa rơi xuống, âm thanh từ kiếm rung động cả bầu trời, một loạt kiếm quang chém về phía võ vấn như mưa bão. Ầm ầm. Trong võ viện, từng tiếng nổ vang dội liên tục vang lên, mà trong tầm mắt của mọi người, ông già kiếm tu kia lùi mạnh về sau, cuối cùng ông ta lùi thẳng ra ngoài thần võ thành, cả võ viện khi ấy đều tan nát cả một vùng. Có thể nói võ viện cơ bản đã bị phá hủy rồi. Dư chấn từ sức mạnh kinh khủng đó cũng lan ra khắp nơi trong chiến trường, nhưng hai bên đều không dừng lại, liên minh trật tự vẫn chiếm thế thượng phong như cũ. Võ viện và kiếm tông lúc này, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên ngoài thần Vũ Thành, ông già kiếm tu dừng lại, một chút máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng. Khoảnh khắc vừa rồi, ông ta cố gắng ngăn chặn sức lực tự bùng nổ của võ vấn, mà với một cao thủ như võ vấn, thì sức lực tự bùng nổ đáng sợ đến thế nào? Có thể nói ông già kiếm tu bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng cũng may, một khi võ vấn chết, Việt Vô Trần bị bám chân, mà hiện giờ, đại trận của võ viện về cơ bản cũng đã bị phá hủy, võ viện cũng chỉ có An Lan Tú và Mạc Tà với cả Việt Vô Trần là còn sức chiến đấu. Ông già kiếm tu lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó đi về phía võ viện. Bên trong võ viện, Diệp Liên canh giữ bên cạnh Liên Vạn Lý. Hai cánh tay Liên Vạn Lý đều bị chặt đứt, thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Diệp Liên lấy ra rất nhiều thần tinh để vào trong lòng Liên Vạn Lý, Liên tỷ tỷ, tỷ, tỷ bảo trọng. Nói xong, cô bé xoay người đi về phía ông già kiếm tu cách đó không xa. Ở phía sau, Liên Vạn Lý yếu ớt nói, đừng đi. Diệp Liên lắc đầu, lúc này cô bé đã không còn rơi nước mắt, cô bé cứ như vậy chậm chậm đi về phía ông già kiếm tu gần đó. Trong không trung, Tần Thiên liếc nhìn Diệp Liên, ông ta vẫn chưa ra tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.